Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1271 rốt cuộc là có chuyện gì thế? Lâm Nhất đứng thẳng người nghênh đón mấy trăm tên lính tinh nhuệ của Thần Sách Doanh, hắn nhảy vọt lên, giữa không trung, kiếm ý toàn thân bắn ra bốn phía, kiếm táng hoa trong tay lập tức vung lên. Kiếm thế mênh mông mang theo khí lạnh vô biên vô tận, những nơi nó đi qua khiến mọi thứ đều đóng băng. Gió lạnh, tuyết lạnh, lòng người còn lạnh hơn một trời gió tuyết nơi đây. Kiếm của Lâm Nhất, trước nay chưa từng có. Như gió, tựa như làn gió mùa thu, tựa như làn gió đêm thu làm lá rụng xào xạc. Tựa như tuyết trong trời đông giá rét, tựa như tuyết đóng băng vạn vật. Rắc. Lớp băng vỡ vụn, mấy trăm tinh nhuệ Thần Sách Doanh đang chạy tới đều phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả đều bị hàn băng kiếm ý trong người đánh bay ra ngoài. Chết đi. Trong tiếng cười gằn, Hàn Thiên Minh biến thành một tia sáng đỏ lóe lên, thời cơ mấy nghìn năm có một xuất hiện trước mắt Lâm Nhất. Gã ta cười dữ tợn, trong đôi mắt chứa đầy sát khí, gã ta đánh tới một trường, nhắm thẳng vào đầu Lâm Nhất. Rất nhiều võ giả đang có mặt đều hít một hơi khí lạnh, thầm nói thật quá độc ác, Hàn Thiên Minh này thật sự tàn nhẫn chẳng khác nào một con rắn độc, không. Gã ta còn đáng sợ hơn cả rắn độc nữa. Nhưng Hàn Thiên Minh chợt sửng sốt, cảm giác hoang mang khó hiểu chợt xuất hiện, gã ta nhìn thấy đôi mắt Lâm Nhất bình tĩnh như nước, không chút gợn sóng. Ánh mắt hắn nhìn gã ta tựa như đang nhìn một người chết, không có chút cảm xúc nào. Chuyện gì thế này? Hàn Thiên Minh thầm nói, chợt cảm thấy nghi ngờ. Văn Hỏa Diễm, Văn Lôi Vân, Văn Canh Kim, Văn Phong Linh, Văn Hàn Vân. Những linh văn nhị phẩm có thể nói là hoàn mỹ từng chút sáng lên như ngôi sao trong kinh mạch của Lâm Nhất, đan xen khắp nơi, vòng quanh lấy nhau, tạo thành một bức tranh hào hùng. Trên dưới cả người Lâm Nhất đột nhiên có linh quang sáng chói tán loạn từ trong ra ngoài. Uy thế trên người không ngừng dâng cao, huyền võ tầng 9, huyền võ tầng 10, bán bộ tử phủ. Nhưng vẫn chưa dừng lại, sau khi khí thế trên người hắn đạt tới bán bộ tử phủ. Lại thăng đến cảnh giới tử phủ khiến người ta sợ hãi. Trường mang của Hàn Thiên Minh dừng lại ở chỗ cách trán Lâm Nhất nửa tấc, sau đó không thể nào tiếp tục tiến lên nữa, uy thế tử phủ đáng sợ này khiến gã ta chấn động đến mức vặn vẹo, vô cùng đau đớn. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Gã ta tỏ vẻ ngạc nhiên, không dám tin. Thiên cơ ấn, bức tranh trương toái sơn hà. Kèm theo một tiếng hổ gầm chấn động đất trời. Một hổ trưởng khổng lồ đột nhiên đánh xuống giữa không trung, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật lao mạnh xuống. Không. Chương 1272 Hồng Hộc. Hàn Thiên Minh vô cùng hoảng sợ, sắc mặt thay đổi, muốn rút lui. Nhưng gã ta có thể rút lui nữa hay sao? Lâm Nhất đã đợi gã ta lâu lắm rồi. Khi hổ trưởng rơi xuống vùng đất đầy tuyết này, Hàn Thiên Minh có cảnh giới bán bộ tử phủ lập tức bị đánh thành một đống thịt nát. Mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động, đường phố đột nhiên nứt ra, tiếng nổ ầm ĩ không ngừng vang lên, tựa như thiên địa cũng phải run rẩy dưới một trường này. Dưới cơn chấn động này, vô số người bị ném về phía không trung. Không trung đá văng khắp nơi, tuyết rơi gió thổi, cả vùng đất trở nên vô cùng hỗn loạn. Đi theo ta. Lâm Nhất đảo mắt, nhìn về phía Hân Nghiên ở Mã Thành. Không chút do dự bay lên không trung. Trái tim hướng kiếm, không sợ sống chết, tùy đối phương có vạn người vẫn hiên ngang bước tới. Một bức trường toái sơn hà khiến con đường nổ tung, đá vụn cùng với hoa tuyết cùng với hộ vệ Thần Sách Doanh bay khắp nơi trên không trung. Dị biến đột nhiên diễn ra khiến hộ vệ của Thần Sách Doanh không kịp trở tay, rất nhiều người chịu ảnh hưởng của dư âm sao động, lo thân không xong. Cái chết của Hàn Thiên Minh càng vượt khỏi dự liệu của mọi người hơn. Không một ai ngờ rằng cao thủ bán bộ tử phủ của Thần Sách Doanh này lại bị đánh thành một đống thịt nát dưới một đòn của Lâm Nhất, chết không toàn thây. Kết cục như vậy, e rằng gã ta có nằm mơ cũng không ngờ đến. Một khắc trước, gã ta còn đang trêu đùa mấy thiên tài và đắm chìm trong niềm vui được cổ vũ. Một khắc sau, gã ta đã trở thành một đống thịt nát, xen lẫn với hoa tuyết và đá vụn. Hồng Hộc. Trong tình thế hỗn loạn, Lâm Nhất không chút chùn bước lao về phía Hân Nghiên trên xe ngựa. Có hoa tuyết và đá vụn đập lên mặt hắn, khiến hắn vô cùng đau đớn, nhưng hắn vẫn không hề kiêng dè. Trong lúc gió không ngừng thổi, hắn lao thẳng về phía Hân Nghiên.
Đại hoàng tử trên xe ngựa vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy Lâm Nhất từng chút đến gần, nhưng nét mặt hắn ta vẫn không thay đổi. Giống như Lâm Nhất chỉ là không khí thôi vậy, cũng không ai biết hắn ta đang nghĩ gì. Vào lúc Lâm Nhất sắp đến gần xe ngựa, ba tia kiếm mang đột nhiên xuất hiện. Chân nguyên dao động, kiếm mang răng khắp nơi, tạo thành một lưới kiếm vô cùng sắc bén trước mặt đại hoàng tử và Hân Nghiên. Ba người ra tay chính là Vương Phong của Thủy Nguyệt Sơn Trang, Quý Vô Hằng của Hỗn Nguyên Môn, Đường Kiệt của Tần Thiên Học Phủ, chính là các đệ tử nòng cốt của các tông môn trong hội Thanh Huyền. Ba người đều có tu vi huyền võ tầng 10, vì đã biết sự đáng sợ trong kiếm pháp của Lâm Nhất, cho nên cả ba đều thúc giục tu vi của mình đến mức tận cùng. Rất rõ ràng là muốn lấy mạng Lâm Nhất, nắm lấy nhược điểm là tu vi của hắn chỉ có huyền võ tầng 8. Tông môn của ba người không giống nhau. Nếu nói về ăn ý chắc chắn không thể bằng tinh nhuệ của Thần Sách Doanh. Nhưng ba người đều là đệ tử nòng cốt của các tông môn, nằm trong tầng lớp thứ hai ở Đại Tần Đế Quốc. Chương 1273 Nhất Kiếm Xung Thiên. Ba người liên thủ còn đáng sợ hơn mấy trăm tinh nhuệ Thần Sách Doanh nhiều. Nhìn thấy ba kiếm thế đáng sợ chồng chéo lên nhau, một lựa chọn khó khăn hiện ra trước mắt Lâm Nhất. Rút lui, hay là không? Nếu rút lui thì hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một, cũng không thể sử dụng bức tranh trưởng toái Sơn Hà một lần nữa, đến lúc đó đợi Thần Sách Doanh ổn định lại, muốn chọc thủng những sát trận kia thật sự quá khó khăn. Nhưng không rút lui. Ba đạo kiếm mang chém xuống, dù có thể phá cũng sẽ phải bị thương. Lơ là một chút, thậm chí còn có thể chết ngay tại chỗ, chết không toàn thây. Kiếm của đối phương cũng sẽ không lưu tình. Không rút lui. Trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Nhất trở nên trong suốt, kiếm ý bán bộ tiên thiên được hắn thúc giục đến mức tận cùng. Táng hoa trong tay không ngừng rung lên, 71 cánh hoa tử diên ở đan điền toàn bộ nở rộ, hơi thở cuồn cuộn dâng lên trong người hắn. Kiếm ý bán bộ tiên thiên ra chỉ cho kiếm táng hoa, tông mạnh vào ba tia kiếm mang. Trong tiếng vang động trời, ánh sáng chói mắt lóe lên, tựa như mặt trời chói chang xuất hiện. Khiến mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng nhức mắt. Bịch bịch bịch. Trong lúc kiếm ý va vào nhau, kiếm thế vô hình như biến thành thực chất, tản ra như những cơn sóng. Phạm vi 10 dặm trong gió tuyết, những thanh trường kiếm không chịu sự khống chế của mọi người, tự động di chuyển trong tiếng kiếm reo. Kiếm của ta. Kiếm ý này thật quá mạnh mẽ, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đáng sợ, không ngờ Lâm Nhất lại có thể đỡ được. Đòn tấn công của ba kiếm khách đứng đầu các thế lực cũng không thể làm gì hắn. Dưới hơi thở đáng sợ, đám người ở hai bên đường đều tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Vương Phong của Thủy Nguyệt Sơn Trang, Quý Vô Hằng của Hỗn Nguyên Môn, Đường Kiệt của Tần Thiên Học Phủ đều mang nét mặt rất khó coi, không ngờ lại mất mặt như thế trước đại hoàng tử. Ba người liên thủ vẫn không thể áp chế Lâm Nhất bằng kiếm ý, rõ ràng là phải áp đảo đối thủ mới đúng. Một tiếng bịch vang lên. Hai bên không trung tách ra. Kiếm mang chói mắt ầm ầm nổ tung, biến thành cơn gió dữ dội, cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Trong cuồng phong, ánh mắt ba người Quý Vô Hằng trở nên lạnh lẽo, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trên người dâng lên sát khí. Yên vân tứ khởi, thiết tỏa hoành giang, nhất kiếm xung thiên. Trong khoảnh khắc sử dụng sát chiêu, lập tức có kiếm quang ùn ùn kéo đến, biến thành khí mang như núi biển kêu gào cuốn về phía Lâm Nhất. Đến đúng lúc lắm L. Chương 1274 đây là kiếm pháp gì thế? Trong hoa tuyết bay lượn, áo xanh trên người Lâm Nhất nhuốm máu, nhìn thấy ba chiêu giết người tấn công tới, bọn họ vẫn không hề sợ hãi. Thủy Nguyệt kiếm pháp tu luyện đến hóa cảnh bộc lộ uy thế kinh người trong tay hắn. Lúc Thủy Nguyệt kiếm pháp nâng cấp đến trình độ cao nhất, bóng dáng Lâm Nhất đột nhiên nổ tung, chín tàn ảnh xuất hiện trong không trung, thật thật giả giả. Giả giả thật thật, hắn tản ra tựa như mây trắng, kiếm thế bá đạo kiêu ngạo đến mức tận cùng, trong nháy mắt trở nên mờ ảo linh động. Kinh vân bất định, không thể nắm bắt. Chuyện gì thế này? Sắc mặt ba người Quý Vô Hằng lập tức thay đổi, trong mắt cũng lộ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng bọn họ đã nhốt Lâm Nhất lại rồi mà. Chín tàn ảnh, khó phân biệt thật giả, khiến bọn họ do dự không biết nên ra sát chiêu như thế nào. Kính hoa thủy nguyệt. Một tiếng quát khẽ vang lên, chín tàn ảnh trong không trung lập tức chồng lên, vào khoảnh khắc đó, có ánh trăng tựa như thanh long biến ảo trên người Lâm Nhất.
trăng khuyết khó lường, gió mây biến ảo. Trong hoa tuyết lác đác, mây tan mưa tạnh, cầu vồng tan, trời rực sáng. Hàn mang trên mũi kiếm nở rộ như cánh hoa, trời xanh nước biếc, hoa rơi và trăng sáng cùng tung bay. Tuyết bay, gió rét, ánh trăng, hoa rơi dường như đều trở nên chậm lại dưới chiêu kiếm này, từ từ biến thành một bức tranh, tên là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Khi đâm kiếm tới, Lâm Nhất tựa như thần tiên bước ra từ trong tranh, khoác trên mình chiếc áo choàng dệt từ ánh trăng. Một kiếm bước ra khỏi tranh. Ba người Quý Vô Hằng hoàn toàn không kịp phản ứng, một kiếm như thần tiên khiêu vũ bước ra từ trong tranh dễ dàng chém vỡ kiếm thế của ba người. Phụt! Khi kiếm mang kéo đến, ba người phun ra một ngụm máu tươi, bị chém rơi xuống giữa không trung. Kiếm thế rải rác trong không trung giống như giấy vẽ bị xé rách, tung bay cùng với hoa tuyết, lưu quang lả tả, vô cùng xinh đẹp. Trời ạ! Đây là kiếm pháp gì thế? Rốt cuộc ta đã nhìn thấy gì vậy? Sau khi lấy lại tinh thần, mấy người đang trợn mắt há mồm lập tức không ngừng hô to, hoàn toàn không thể dừng lại được. Nếu trước đây, kiếm pháp của Lâm Nhất chỉ là một phần nổi của núi băng hóa cảnh, thì chiêu kiếm Kính Hoa Thủy Nguyệt này đã thể hiện sự huyền diệu của hóa cảnh đến mức tối đa, khiến người ta cảm thán không thôi. Đặc biệt là khi 3 tháng trước người ra kiếm này đã tự cắt đứt huyền mạch, trở thành một phế nhân. Nhưng 3 tháng sau, khi hắn trở lại, ánh sáng mà hắn phát ra lại khiến người ta không thể nhìn thẳng. Chương 1275 anh hùng một mình chống lại kẻ mạnh ư. Một kiếm làm 3 người trọng thương, nhưng Lâm Nhất vẫn chưa dừng lại, tiếp tục di chuyển về phía Hân Nghiên. Kết thúc ở đây thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại hoàng tử Tần Vũ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Hắn ta vừa dứt lời, một uy thế đáng sợ đột nhiên dâng lên từ phía sau xe ngựa, tựa như vương giả giáng lâm. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực khổng lồ đè trên người mình. Trong nháy mắt, rất nhiều người cảm thấy hai chân run rẩy, không thể đứng vững. Cao thủ cảnh giới tử phủ. Sắc mặt mọi người thay đổi, cảm nhận được một áp lực vô hình. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên, trưởng mang kia ầm ầm rơi xuống, có trưởng mang chói mắt như ngọn lửa bùng cháy xuất hiện. Trưởng mang như một ngọn núi ầm ầm đánh xuống, Lâm Nhất mang theo kiếm thế đáng sợ còn chưa tiêu tán trên người bị đánh bay ra ngoài. Phụt! Lâm Nhất phun ra một ngụm máu tươi, rơi mạnh xuống tuyết. Đại hoàng tử, đã điều tra rõ rồi, hắn chỉ đến đây một mình, bên cạnh không có cao thủ tử phủ nào cả, đệ tử của Lăng Tiêu kiếm các có xen lẫn trong đám người. Nhưng không hề có trưởng lão cảnh giới tử phủ, càng không có trưởng lão chấp kiếm. Bên tai của đại hoàng tử trên xe người vang lên tiếng truyền âm, hắn ta không khỏi tỏ vẻ sửng sốt. Sở dĩ hắn ta vẫn không giết Lâm Nhất là vì hắn ta không tin Lâm Nhất thật sự đến một mình. Chắc chắn là có người bảo vệ hắn ta, trong Đại Tần đế quốc, không ai dám trắng trợn không nghe lời hắn ta như thế cả. Đây rõ ràng là tự tìm đường chết. Hắn ta không tin Lâm Nhất thật sự dám đâm đầu vào chỗ chết, chắc chắn là có chỗ dựa. Nhưng không ngờ rằng kết quả lại khiến hắn ta thấy bất ngờ, Lâm Nhất này thật sự đến một mình. Anh hùng một mình chống lại kẻ mạnh ư. Muốn làm anh hùng như thế thì chết đi cho ta. Trong mắt Tần Vũ có ánh sáng lạnh lóe lên, không để ý đến Hân Nghiên, lặng lẽ gật đầu một cái. Cao thủ tử phủ vừa ra tay đánh lui Lâm Nhất lại xuất hiện. Tuyệt tình đánh tới một trưởng về phía Lâm Nhất như truy hồn đoạt mệnh. Một trưởng khi nãy của kiếm thế của Kính Hoa Thủy Nguyệt ngăn cản, cũng không thể giết chết Lâm Nhất. Nhưng sau một trưởng này, Lâm Nhất sẽ không có cơ hội như thế nữa. Kẻ dưới tử phủ đều là những con kiến, chênh lệch quá lớn. Nhưng lúc này, một quyền mang khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, như rồng như hổ lao về phía trưởng mang kia. Một tiếng nổ vang lên. Trưởng mang và quyền mang đồng thời nổ tung. Hồng hộc, một bóng người mang mặt nạ vô diện màu trắng xuất hiện trên không trung, chặn lại đòn tấn công của cao thủ tử phủ này. Trong mắt ông lão áo xám cảnh giới tử phủ có ánh sáng lạnh lóe lên, ông ta nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện, giấu đầu lòi đuôi, ngươi dám tháo mặt nạ ra không? Chương 1276 không thể tùy tiện điều động. Ta là ai ngươi không cần biết, muốn giết Lâm Nhất thì bước qua xác của ta trước. Cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện rất bình tĩnh, hờ hững đáp lời. Là ai?
Tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu, rốt cuộc người này có lai lịch gì mà dám quản chuyện của đại hoàng tử. Nhìn từ thân pháp và quyền mang thì có vẻ không giống người của Lăng Tiêu Kiếm Các. Trong mắt đại hoàng tử cũng lộ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu, không phải Lăng Tiêu Kiếm Các không có ai đến sao? Hôm nay Lâm Nhất nhất định phải chết, cho dù là ai cũng không thể bảo vệ được hắn, cả ngươi cũng không ngoại lệ. Phong mang lạnh lẽo trong mắt ông lão áo xám vẩn đục và bá đạo, sắc bén đến mức khiến người ta sợ hãi. Sau khi nói xong, ông lão áo xám bước từng bước trong tuyết, chậm rãi đi về phía Lâm Nhất. Mỗi một bước của ông ta đều sẽ để lại dấu chân trong tuyết, dấu chân tựa như có dấu ấn huyền diệu, hoa tuyết rơi xuống không thể lấp đi nó. Đến khi bước được 7 bước, khí thế trên người ông lão áo xám đã hoàn toàn áp chế gió tuyết đầy trời. Khí thế vô tình và bá đạo của ông ta kéo đến, khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Nếu ngươi có gan thì có thể tiến thêm một bước nữa. Bóng người mang mặt nạ vô diện trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lâm Nhất, đôi chân lơ lửng, không để lại chút dấu vết gì trên mặt tuyết. Ông lão áo xám không ai bì nổi, mạnh đến mức khiến người ta khó thở, ông ta hơi nhíu mày. Hơi thở trên người ông ta chợt trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhưng cuối cùng vẫn không bước ra, lại nhìn chằm chằm bóng người đeo mặt nạ kia. Đây là ai? Là ai có thể kiêu ngạo đối đầu với cao thủ tử phủ như thế? Hoa tuyết vẫn rơi xuống đường phố của đế đô. Hai cao thủ cảnh giới tử phủ đối diện nhau, khiến không khí vốn rét lạnh càng trở nên lạnh như băng. Thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh, trái ngược với tình cảnh ầm ĩ, có chân nguyên kiếm khí không ngừng dao động tung hoành trước đây. Cao thủ tử phủ đối kháng với nhau, càng yên tĩnh càng khiến người ta khó thở. Tất cả mọi người đều cảm thấy tình huống trở nên không bình thường. Trước đây cho dù Lâm Nhất gây ra động tĩnh lớn đến mức nào, đa số mọi người đều chỉ thấy tiếc nuối, vì hắn là đang đi tìm đường chết. Không một ai cho rằng sau khi ra tay ngăn lại đoàn xe, hắn có thể sống sót rời đi. Nhưng trước mắt, sau khi cảnh giới tử phủ xuất hiện, tình huống bắt đầu thay đổi. Cao thủ tử phủ, dù là tứ đại tông môn đứng đầu Đại Tần đế quốc cũng chẳng có mấy người. Không thể tùy tiện điều động. Chương 1277 rốt cuộc kẻ này là ai? Chỉ cần điều động sẽ thể hiện cho thái độ nào đó, bất kỳ một cao thủ tử phủ nào cũng không thể đơn độc xuất hiện, sau lưng người đó chắc chắn sẽ có thể lực mạnh mẽ làm chỗ dựa. Nhưng trước mắt, người đàn ông đeo mặt nạ thần bí này muốn đối đầu với đại hoàng tử. Đối với tông môn, đại hoàng tử không đáng sợ. Điều đáng sợ là hoàng quyền phía sau hắn ta, hoàng quyền chí cao vô thượng trong Đại Tần đế quốc. Nếu không vì sợ hãi hoàng quyền, Lăng Tiêu Kiếm Các đâu thể mặc cho đại hoàng tử đưa Hân Nghiên đi. Mọi người bắt đầu suy đoán xem người đàn ông thần bí này là ai, y thuộc về thế lực nào, vì sao lại dám đối đầu với đại hoàng tử. Một vở kịch vốn đã định trước kết quả đột nhiên xuất hiện biến số. Thú vị, ta thật sự muốn biết rốt cuộc người này là ai mà dám đối đầu với đại hoàng tử. Lâm Nhất này tự tiện xông đến hôn lễ đã gần như vả xương mặt đại hoàng tử rồi, nếu Tần Vũ không giết Lâm Nhất thì sau này làm gì còn mặt mũi nữa. Người này biết rõ Lâm Nhất là người đại hoàng tử muốn giết còn dám ra mặt, thật là không thể tưởng tượng nổi. Người của Lăng Tiêu Kiếm Các à? Nhưng người của Lăng Tiêu Kiếm Các ra tay đâu cần phải đeo mặt nạ nhỉ? Rốt cuộc người này là ai? Cảm giác nghi ngờ dâng lên trong lòng mọi người, khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Sắc mặt của Tần Vũ trên xe ngựa lần đầu tiên thay đổi, trở nên cực kỳ u ám. Trước giờ hắn ta luôn rất cẩn thận, thích tính toán xong rồi mới hành động, kể cả Lâm Nhất có làm lớn chuyện, giết vô số người của Thần Sách Doanh và Hội Thanh Huyền, sát khí đã dâng lên trong lòng, nhưng hắn ta vẫn có thể ra vẻ bình tĩnh. Đợi đến khi chắc chắn Lâm Nhất thật sự đến một mình, hắn ta mới quyết định giết người, điều động cao thủ tử phủ bên cạnh, chuẩn bị kết thúc vở kịch này. Nhưng không ngờ lại có một người thần bí xuất hiện đối đầu với hắn ta. Đây là người của Lăng Tiêu Kiếm Các sao? Không phải. Nếu nói là mình cướp Hân Nghiên đi, đương nhiên Lăng Tiêu Kiếm Các sẽ có lý do ra tay với mình, nhưng đây là Hân Nghiên tự đồng ý. Lăng Tiêu Kiếm Các không có lý do, cũng không có cớ ra tay với mình, hơn nữa cũng chưa chắc có can đảm trở mặt với Hoàng Thất. Rốt cuộc kẻ này là ai? Hắn ta nhìn về phía người thần bí,
trầm ngâm không nói, tỏ vẻ khó hiểu. Trên mặt tuyết, sắc mặt của ông lão áo xám vô cùng u ám. Ông ta nhìn chằm chằm người thần bí đang chặn đường trước mặt mình, đối phương đeo mặt nạ vô diện màu trắng, không đứng trước mặt Lâm Nhất mà chọn nghiêng người, nhẹ nhàng đáp xuống. Đối phương như đang đứng lơ lửng, hai chân không chạm xuống mặt tuyết, cũng không để lại chút dấu vết nào. Vị trí của y rất khéo léo, nếu chặn trước mặt Lâm Nhất, chắc chắn ông lão sẽ không dừng bước. Mỗi bước của ông ta để lại một dấu chân, khí thế ngưng tụ sau 7 bước đã vô cùng đáng sợ rồi, đợi thật sự đi tới trước mặt Lâm Nhất, khí thế của ông ta sẽ vượt khỏi giới hạn của bản thân, chắc chắn có thể đánh bay đối phương, sau đó ra tay với Lâm Nhất. Chỉ cần cho ông ta cơ hội ra tay, Lâm Nhất đã trúng một chưởng của ông ta sẽ chết chắc. Nhưng người thần bí này lại đứng chếch sang một bên trước mặt Lâm Nhất, vừa khéo cách hai bước không lệch đi chút nào. Ở vị trí này, nếu ai dám giết Lâm Nhất, y sẽ có thể lập tức ra tay. Đối phương bắt ông ta phải lựa chọn một cách khó khăn. Tiếp tục giết Lâm Nhất, thì ông lão áo xám chắc chắn sẽ trúng chiêu. Nhưng nếu không giết, ông ta phải bỏ qua cơ hội này. Chương 1278 chỉ có các chủ mới có tư cách rút thanh kiếm này ra. Cao thủ cảnh giới tử phủ luôn rất sợ chết, cho nên ông ta không muốn dừng cũng sẽ bị ép phải dừng lại. Cao thủ so chiêu, khí cơ giao phong. Chỉ cần một chút sơ hở sẽ có thể tạo thành tai họa, tạo thành cục diện không thể vãn hồi. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể đợi tìm ra sơ hở của đối phương. Nhưng nét mặt và ngũ quan của người thần bí này đều giấu sau mặt nạ vô diện, thật sự không thể nhìn ra được sơ hở. So đấu thế này khiến ông ta hơi phiền não. Không một ai dám làm ảnh hưởng đến trận chiến này, trên đường lớn phồn hoa lập tức chỉ còn lại tiếng gió tuyết. Lâm Nhất đứng trong không trung, suy nghĩ thân phận của người bên cạnh, hơi quen thuộc, nhưng cũng hơi xa lạ. Quan trọng nhất là người này có mái tóc dài tung bay, khí chất lạnh lùng, rất khó để hắn tìm ra một người giống như thế trong trí nhớ. Tình thế rằng có trước mắt rất có lợi với Lâm Nhất. Hắn không lãng phí thời gian nữa mà lợi dụng cơ hội này điều động chân nguyên chữa trị nội thương. Cùng lúc đó, trong đại điện trang trọng nghiêm túc của Lăng Tiêu Kiếm Các, tứ đại hộ pháp Mai, Lan, Cúc, Trúc, bảy trưởng lão chấp kiếm tay cầm kiếm Tiêu Vân đều có mặt đông đủ. Mai hộ pháp đứng trước mặt mọi người, đưa lưng về phía mọi người, nâng mắt nhìn về phía trước. Trên tường cao trước mặt là tranh của tổ sư kiếm vô danh, dưới bức tranh là những bài vị. Chủ nhân của bài vị là các chủ qua các đời của kiếm các. Trên bàn thờ để lư hương có một thanh bảo kiếm cổ xưa, vỏ kiếm khắc đầy hoa văn phức tạp. Kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ ẩn chứa bên trong. Kiếm này tên là Hàm Quang, là một tồn tại hơn cả bảo khí, là bảo kiếm tổ sư kiếm vô danh để lại năm đó, thanh kiếm mạnh nhất Đại Tần bây giờ. Trong lịch sử, kiếm này chỉ từng rút ra 3 lần. Mỗi lần đều vào thời khắc sống chết của kiếm các. Chỉ có các chủ mới có tư cách rút thanh kiếm này ra. Mai hộ pháp cũng có thể rút kiếm. Thật ra 20 năm trước, kiếm Huyền Hà đã truyền vị trí các chủ cho ông ấy rồi. Có điều trên danh nghĩa kiếm Huyền Hà vẫn chưa thoái vị, vì ông ta muốn đợi sau khi thăng lên cảnh giới thiên phách mới chính thức tuyên bố, đồng thời rời khỏi Đại Tần. Trên thực tế nếu không vì biến cố 10 năm trước, kiếm Huyền Hà đã rời khỏi Đại Tần từ lâu rồi. Mai hộ pháp đã xác định Lâm Nhất đến đế đô của Đại Tần, chứ không phải đi tiêu diệt đạo tặc Hàn Dương theo lệnh. Tin tức là do tỉ muội Lâm Yên tiết lộ cho hắn, nếu kiếm các không ra tay, với động tĩnh hắn gây ra, đại hoàng tử chắc chắn sẽ giết chết hắn. Hộ pháp, ông ra quyết định đi. Nét mặt của mấy trưởng lão chấp kiếm rất nặng nề, mọi người đều nhìn về bóng lưng của Mai hộ pháp. Hân Nghiên đồng ý cưới hoàng tử là quyết định của chính cô. Kiếm các không có quyền can thiệp. Nhưng kiếm các không chịu nổi tổn thất khi mất đi Lâm Nhất, nếu một thiên tài như vậy chết trong tay đại hoàng tử thì quá là đáng tiếc. Chương 1279 Liễu Long Phi. Nhưng muốn bảo vệ Lâm Nhất thì nhất định phải đứng về phía đối lập với đại hoàng tử, hậu quả trong đó vô cùng rõ ràng. Nên quyết định thế nào rất thử thách lòng người. Mai hộ pháp nhắm hai mắt lại, 10 năm trước, cũng có một chuyện tương tự cần ông ấy ra quyết định. Ông ấy không rút kiếm, cả Dạ gia đều bị tiêu diệt. Sau đó các chủ giận dữ ra tay, đại chiến 3 đêm với Hoàng đế Đại Tần, không ai biết kết quả thế nào. Sau trận chiến này,
tuy nhà họ Dạ bị tiêu diệt, nhưng Hân Tuyệt và Hân Nghiên lại ở lại Lăng Tiêu Kiếm Các. Đây là do các chủ dùng thực lực của mình để bảo vệ bọn họ. 10 năm sau, lựa chọn giống như thế lại xuất hiện một lần nữa, các chủ không thể ra tay. Ông ta đã không còn quan tâm đến chuyện của Đại Tần từ lâu, kiếm các bây giờ là do ông ấy tự quyết định, một câu nói của ông ấy có thể quyết định sống chết của mấy vạn người trên người kiếm các. Đối với ông ấy, rút kiếm thì dễ, thu kiếm thì khó. Ông ấy có thể tưởng tượng ra hình ảnh sau khi biết được tin tức thì lập tức chạy thẳng đến đế đô của Lâm Nhất. Hắn có thể nói ra câu không hối hận khi giết người, trong lòng chắc chắn không có chút chần chừ nào. Trong đầu ông ấy xuất hiện rất nhiều hình ảnh, nhớ lại những gì Lâm Nhất đã làm ở Lăng Tiêu Kiếm Các. Thiếu niên có trái tim hướng kiếm, chưa từng chần chừ, chưa từng do dự, không sợ chết, thật sự là có 102. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc Lâm Nhất tự phế huyền mạch. Trong lòng Mai Hộ Pháp chợt dâng lên cảm giác đau xót, ông ấy nâng mắt, xoay người lại, các vị trưởng lão, ta đã có quyết định rồi. Chúng ta thân là trưởng lão chấp kiếm, cho dù hộ pháp đưa ra quyết định gì cũng sẽ thề chết làm theo. 7 trưởng lão chấp kiếm cầm kiếm Tiêu Vân chắp tay nói, trong mắt chứa đựng phong mang sắc bén. Đế đô gió tuyết tung bay, ông lão áo xám và người thần bí vẫn đang đứng đối diện nhau. Cục diện rằng có khiến đại hoàng tử Tần Vũ trên xe ngựa dần mất kiên nhẫn, hắn ta đột nhiên quát lên, Liễu Long Phi, sao còn không ra tay, định đợi đến lúc nào nữa. Tiếng quát này tựa như một tiếng sấm nổ vang trong phạm vi 10 dặm chỉ nghe thấy tiếng gió tuyết thổi mạnh này. Liễu Long Phi. Mọi người run rẩy, đại thống lĩnh Liễu Long Phi của thần sách doanh cũng ở đây sao? Không cho mọi người thời gian ngạc nhiên, sau lưng hộ vệ của thần sách doanh đột nhiên có khí tức đáng sợ dâng lên cao. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trên trung. Mũ bạc, giáp bạc, áo choàng bạc Liễu Long Phi còn đeo mặt nạ bạc che kín khuôn mặt, tay cầm trường thương, đứng trên cao nhìn xuống mọi người bằng nửa con mắt. Vào khoảnh khắc ông ta xuất hiện, đất trời như mất đi màu sắc, chỉ có ông ta được mọi người chú ý, mạnh đến mức khiến người ta phải quỳ lại. Vào khoảnh khắc ông ta vung trường thương, chỉ mùi thương về phía Lâm Nhất Y. Chương 1280 mau tránh ra. Lâm Nhất đang vận chuyển chân nguyên chữa thương hoảng sợ phát hiện mình không thể nào cử động, ngay cả nhịp tim cũng chậm lại. Thời gian như ngừng trôi, cảm giác sợ hãi tràn ngập cả trái tim, cảm giác này khiến người ta rất tuyệt vọng. Trong mắt người đàn ông thần bí đeo mặt nạ vô diện lóe lên ánh sáng kỳ dị, y bay lên trời, muốn ngăn cản một thương này. Nhưng y vừa di chuyển, ông lão áo xám đã cười khẩy, lập tức tiến lên. Ông ta chặn y lại giữa không trung, không cho y bất kỳ cơ hội nào. Mau tránh ra. Người thần bí hiện lên sát khí, lạnh lùng quát. Ha ha, đừng hòng nhúng tay vào, trơ mắt nhìn tiểu tử này bị giết chết đi. Ông lão áo xám cười châm chọc, không hề sợ hãi một chút nào. Vụt. Trong nháy mắt, Liễu Long Phi khi nãy còn cách đó 5 dặm đã rơi xuống trước xe ngựa của đại hoàng tử. Tốc độ của ông ta quá nhanh, người bình thường hoàn toàn không thể nhìn rõ. Không ai có thể đỡ được một thương này, thậm chí ngay cả miễn cưỡng nhìn thấy nó cũng không thể làm được. Kết cục của Lâm Nhất dường như đã được định sẵn. Két. Nhưng đột nhiên có chuyện lạ xảy ra, lệnh Tiêu Vân trên người phía đệ tử Lý Vô Ưu của kiếm các đồng thời vỡ vụn. Vào lúc nó vỡ vụn, những linh văn trong suốt xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Trong nháy mắt, linh văn có lưu quang lóe lên, tạo thành một trận pháp huyền diệu. Vù. Vào khoảnh khắc trận pháp thành hình, trên bầu trời có sao băng lướt qua, sáng chói cả mắt, rơi xuống với tốc độ nhanh như tia chớp. Là kiếm, kiếm Tiêu Vân, khi sao băng dừng lại trên mặt tuyết, mọi người mới nhìn rõ nó là gì. 7 thanh kiếm Tiêu Vân lần lượt rơi xuống từ trên trời, mỗi khi có một thanh kiếm rơi xuống, thiên địa đều rung lên một trận. Hoa tuyết bắn khắp nơi dưới đất, 7 thanh trường kiếm rung động, dựng đứng trước người Lâm Nhất. Kiếm quang vô tận nở rộ trên thân kiếm, tựa như đang tuyên bố điều gì. Kiếm Tiêu Vân. Hoa tuyết bắn khắp nơi, văn vân lúc ẩn lúc hiện có ý nghĩa sâu xa trên thân kiếm linh động xuất trần, vô cùng rõ ràng dưới kiếm quang sáng chói. Tất cả mọi người lập tức nhận ra lai lịch của 7 thanh kiếm này. Chính là kiếm Tiêu Vân nổi tiếng khắp Đại Tần.
uy danh hiển hách của Lăng Tiêu Kiếm Các. Kiếm Tiêu Vân vốn đã đủ đáng sợ rồi, dưới tình huống bình thường, một thanh kiếm xuất hiện đã đủ làm tứ phương khiếp sợ. Hôm nay 7 thanh kiếm Tiêu Vân đồng thời xuất hiện, dừng lại trước mặt Lâm Nhất, thật sự khiến mọi người sợ hãi, cảm giác rung động trong lòng không thể nào diễn tả bằng lời. Chương 1281 quá đáng sợ. Tình huống thế này chưa từng xuất hiện trong Đại Tần Đế Quốc bao giờ. 7 thanh kiếm Tiêu Vân đồng thời ra khỏi vỏ, chỉ khi kiếm các gặp chuyện, chúng nó mới đồng thời xuất hiện tạo thành kiếm trận Tiêu Vân bảo vệ tông môn. Nhưng hôm nay, nó lại đồng thời xuất hiện ở nơi này, chỉ vì một thiếu niên. Thân kiếm không ngừng rung động, kiếm âm vang lanh lảnh, kiếm ý khiến người người khiếp sợ. Cuối cùng kiếm các vẫn ra tay. E rằng Đại Tần Đế Quốc sắp có biến cố rồi. Trong lầu các xung quanh, có rất nhiều người lớn tuổi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bọn họ hơi thay đổi, ai cũng khẽ thở dài. Sự xuất hiện của kiếm Tiêu Vân đã thể hiện thái độ của kiếm các. Lâm Nhất không thể chết. Trận pháp huyền quang hình thành ở giữa không trung chính là trận pháp đặc biệt của Lăng Tiêu Kiếm Các, trận pháp lưu quang tinh vận. Chỉ cần các chủ của kiếm các sử dụng thẻ kiếm sẽ có thể khiến lệnh Tiêu Vân trên người đệ tử vỡ nát, tạo thành trận pháp này. Cho dù đệ tử của tông môn có ở đâu, chỉ cần trận pháp thành hình, cao thủ của kiếm các sẽ lập tức xuất hiện như sao băng rơi xuống. Lúc này, 10 dặm xung quanh chợt rung lên, trong cơn chấn động này, lầu các và cung điện kiên cố xuất hiện những vết nứt, rất nhiều võ giả tu vi không cao bị làm cho hộc máu bay ra xa. Là Liễu Long Phi. Trước kiếm ý mạnh mẽ của 7 thanh kiếm Tiêu Vân này, ông ta hoàn toàn bị chặn lại. Nhưng dù gì Liễu Long Phi vẫn là Liễu Long Phi, đại thống lĩnh thần sách doanh được ngự ban là Phi Long tướng quân, cao thủ đứng ở tầng cao nhất của kim tự tháp Đại Tần Đế Quốc. Ông ta không hề có ý định lùi bước, ngược lại còn sử dụng hết thực lực đáng sợ của mình. Khí thế trên người ông ta cuồn cuộn không ngừng, tựa như một cái động không đáy vậy. Quá đáng sợ. Sắc mặt rất nhiều người thay đổi, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng lùi lại. Kẻ sỉ nhục tôn nghiêm của hoàng thất, giết không tha. Liễu Long Phi mặc chiến giáp màu bạc, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, ông ta đâm trường thương trong tay về phía trước. 7 thanh kiếm Tiêu Vân trước mặt Lâm Nhất không ngừng run rẩy, kiếm thế và thương mang va vào nhau. Dưới một phát thương, 7 thanh kiếm chợt không thể giữ thăng bằng. Nhưng hoàng thất không có quyền quyết định sống chết của đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Các ta. Trong thiên địa vang lên tiếng giao chiến khốc liệt, 7 tia lưu quang biến thành ngọn lửa rơi xuống từ trên trời. Nó rơi xuống đất, biến thành 7 bóng người thẳng tắp, chính là 7 trưởng lão chấp kiếm của Lăng Tiêu Kiếm Các. Keng! Chương 1282 thật mạnh quá. 7 trưởng lão chấp kiếm bắt lấy thanh kiếm, đồng thời rút nó ra từ trong tuyết. Tiếng kiếm reo tựa như âm thanh của thần tiên trên 9 tầng mây, khiến mảng nhĩ người nghe run rẩy. Kết trận. 7 người hiểu rõ thực lực của Liễu Long Phi đáng sợ đến mức nào, đấu tay đôi không ai là đối thủ của ông ta cả, thậm chí còn khó đỡ được 10 chiêu của ông ta. Chỉ có tạo thành kiếm trận Tiêu Vân mới có thể đấu với ông ta một trận. Dưới mũ sắt màu bạc, không ai thấy rõ vẻ mặt của Liễu Long Phi, chỉ có đôi mắt lạnh như băng nhìn xung quanh bằng nửa con mắt. Trường thương trong tay ông ta như cuồng long gào thét, bướng bỉnh khó thuần, tạo thành mưa gió bên trong kiếm trận Tiêu Vân. Bịch bịch bịch. Bàn tay cầm kiếm của 7 trưởng lão chấp kiếm đều vô cùng đau nhức, có vẻ rất khó khăn. Trong mắt bọn họ lộ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ kiếm trận Tiêu Vân lại không thể khống chế Liễu Long Phi, thật quá bất ngờ. 8 người giao chiến, tình huống cực kỳ đáng sợ. Chỉ dư âm đã đủ làm chấn thương, thậm chí là giết chết cả cao thủ cảnh giới huyền võ. Ông lão áo xám và người đàn ông đeo mặt nạ đang giằng co trước đó đều đã rút lui, trước khi đi, thanh niên đeo mặt nạ còn kéo cả Lâm Nhất theo. Thật mạnh quá. Liễu Long Phi này có thể nói là mạnh đến đáng sợ. Ông ta là một con rồng, e rằng kiếm Tiêu Vân không thể giữ chân ông ta quá lâu. Lăng Tiêu Kiếm Các làm thế này là trở mặt với hoàng thất rồi. Trận chiến lúc này rung động lòng người, nhưng hai thế lực đứng sau cũng khiến người ta cực kỳ hoảng sợ. Tứ đại tông môn không dính dáng đến đế quốc, nhưng không tông môn nào có đủ khả năng để trở mặt với đế quốc cả. Nhưng dù gì tứ đại tông môn cũng truyền thừa lâu đời, gốc gác vững vàng,
đế quốc muốn đánh bại cũng không phải chuyện dễ. Nếu thật sự đánh nhau, dù Đại Tần đế quốc có thắng cũng phải chịu thiệt hại nặng nề. Không ai ngờ rằng một tình huống vốn không lớn lao gì và sự quật cường của một thiếu niên lại dẫn đến thay đổi lớn như thế. Giác! Lúc này, biến cố xảy ra, dưới sự tấn công liên tục của 7 thanh kiếm Tiêu Vân, trường thương trong tay Liễu Long Phi cứ thế vỡ vụn. Trong mắt 7 trưởng lão chấp kiếm lập tức lộ vẻ vui mừng. Liễu Long Phi, nhận thương. Nhưng vẻ mặt đại hoàng tử trên xe ngựa lại chẳng hề thay đổi, vươn tay vỗ một cái, liền ném ra một thanh trường thương huyết sắc mang ánh lửa chói mắt. Trường thương ở giữa không trung hóa thành một luồng kinh hồng, phát tán ra sát khí kinh người. Không biết đã nhuốm hết bao nhiêu máu tươi mà chỉ liếc mắt nhìn thôi đã khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Chương 1283 kiếm hàm quang. Huyết ngục ma thương. Đám người lui về phía xa nhao nhao cất tiếng. Bọn họ đã nhận ra lai lịch của cây thương này. Đây chính là huyết ngục ma thương được truyền lại từ nhiều đời của thần sách doanh, nó đã trải qua hàng ngàn năm tôi luyện bởi máu tươi và nhuốm vô số linh hồn. Thương này có đủ ma tính. Thần sách doanh thậm chí rất ít khi sử dụng đến, nhưng một khi đã dùng, ắt sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc. Huyết phượng liêu nguyên. Giây phút Liễu Long Phi nắm chặt cây thương này, khí tức cực kỳ khủng bố khắp người lại bắt đầu bung ra. Sau đó tế ra sát chiêu. Kiếm thế toàn thân của 7 vị chấp kiếm trưởng lão dưới uy lực của huyết ma này đều trở nên hỗn loạn, mỗi người nôn ra một ngụm máu tươi, kiếm trận Tiêu Vân hoàn mỹ không tì vết dần xuất hiện những vết nứt mảnh. Phá! Tiếng quát như tiếng rồng gầm phẫn nộ, Tiêu Vân kiếm trận vốn dĩ không thể trấn áp được ông ta, sau khi Liễu Long Phi tiếp được cây huyết ngục ma thương thì đã lập tức bị phá. Chỉ thấy ông ta xoay người, áo khoác màu bạc tung bay phần phật, cổ tay lắc mạnh. Huyết ngục ma thương phân thân thành 7, quét ngang qua. Huỳnh 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 huỳnh. Trong tiếng nổ vang trời, 7 vị chấp kiếm trưởng lão mỗi người bị trúng một thương bật lui ra ngoài. Liễu Long Phi đứng thẳng ngạo mạn, lộ ra khí thế bất bại vô địch. Ánh mắt quét qua, một lần nữa rơi lên người Lâm Nhất, sát ý trong đáy mắt lập tức ngưng tụ. Ai có thể ngăn ta? Liễu Long Phi lạnh lùng hừ một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống nền đất, mắt thấy ông ta đã sắp bật người bay lên không trung. Lấy khí thế không gì địch nổi, muốn dùng một chiêu để giết chết Lâm Nhất. Trái tim của tất cả mọi người giờ phút này đều đã nhảy cả lên cổ họng. Mạnh quá! Ai cũng biết Liễu Long Phi rất mạnh, nhưng ai cũng không ngờ rằng Liễu Long Phi có thể mạnh đến mức độ này. Nhưng một bước này của ông ta rốt cuộc vẫn không thể hoàn thành. Bởi vì ở giữa không trung đã xuất hiện một luồng ánh sáng yếu ớt. Một luồng ánh sáng yếu ớt đến mức chẳng ai để ý đến, nhưng khi luồng sáng này lóe lên, trời đất liền trở nên u ám, rõ ràng đang là ban ngày mà ngay lập tức tối đen như giữa đêm. Ngoại trừ luồng sáng yếu ớt này ra, khắp đất trời đều là màn đêm u tối. Quỳnh! Liễu Long Phi đang ở giữa không trung vô cùng hung hãn lại bị luồng sáng này cứ thế đánh lui. Đợi đến khi luồng sáng yếu ớt này đáp xuống, mặt đất vang lên những tiếng ầm ầm không ngừng, tất cả nhà cửa trong 10 dặm xung quanh, ngoại trừ tòa cung điện cổ xưa ra thì đã đổ sập hoàn toàn. Luồng sáng yếu ít biến mất, trời đất cũng sáng trở lại, khi tất cả mọi người nhìn sẽ được thứ đó là gì? Đó là một thanh kiếm nhưng lại là một thanh kiếm mà có rất ít người biết đến. Kiếm hàm quang. Chương 1284 Lâm Nhất, kiếm các sẽ phải bảo vệ bằng được. Liễu Long Phi chặn trước xe ngựa, đáy mắt thoáng qua vẻ kỳ lạ, đây là lần đầu tiên ông ta có biểu hiện dao động như vậy. Kiếm hàm quang. Đại hoàng tử nghe thấy ba chữ này thì sắc mặt khẽ đổi, đầu mày nhíu chặt lại. Hắn ta nhìn về phía trước, nơi cuối của tầm mắt, có 4 bóng người mờ ảo đang từ từ tiến đến gần. Khí thế của người đi đầu hầu như không hề kém hơn so với Liễu Long Phi, 3 người còn lại cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Tứ hộ pháp. Mai, Lan, Trúc, Cúc, tứ đại hộ pháp của Lăng Tiêu kiếm các đều đến rồi. Tứ đại hộ pháp, 7 vị chấp kiếm trưởng lão, ngoại trừ các chủ gia, đây đều là những cao thủ đỉnh cấp của Lăng Tiêu kiếm các, thực sự là đã dốc hết cả vốn liếng ra rồi. Thanh kiếm kia rất có khả năng chính là thanh bội kiếm mà sư tổ kiếm các kiếm vô danh đã dùng để tung hoành khắp Đại Tần. Kiếm hàm quang. Ông trời ơi!
đây là một thanh kiếm còn vượt qua cả bảo khí, thanh kiếm mạnh nhất đế quốc Đại Tần. Tứ đại hộ pháp xuất hiện, cùng với sự xuất hiện của kiếm hàm quang, bảo kiếm mạnh nhất khiến nhịp tim của tất cả mọi người đều tăng tốc. Chẳng trách luồng ánh sáng yếu ớt nọ lại có thể chặn được Liễu Long Phi ngung cuồng kia, nếu như nó chính là danh kiếm hàm quang thì mọi thứ đều có thể giải thích được. Kiếm hàm quang đã đưa ra rồi, Lăng Tiêu Kiếm Các chắc chắn muốn đối đầu với bản hoàng tử, đối đầu với cả đế quốc Đại Tần sao? Trên mặt đại hoàng tử Tần Vũ lộ ra nét cười hờ hững, nhưng nụ cười này lại khiến lòng người càng thêm sợ hãi. Không dám, nhưng Lăng Tiêu Kiếm Các lấy kiếm lập tông, lấy kiếm làm người, nếu đến đệ tử bản tông cũng không bảo vệ được thì lấy gì chấp kiếm? Lâm Nhất, không thể chết. Giọng nói của Mai Hộ Pháp truyền đi theo cơn gió. Giọng điệu trong lời nói chẳng hề có nhiệt huyết sục sôi mà chỉ bình tĩnh như thường. Dáng vẻ nhìn thấu nhân sinh, bình tĩnh đối mặt với sinh tử. Nhưng hắn đã ngăn hôn lễ của ta, làm bị thương quan khách, giết binh sĩ tinh nhuệ của Thần Sách Doanh. Ta không giết hắn, thì thể diện của bản hoàng tử để đi đâu, tôn nghiêm của hoàng thất để đi đâu. Tần Vũ gằn từng chữ, giọng nói du dương, lời nói cực kỳ cứng rắn. Hân Nhiên nếu như đã đồng ý gả cho Điện Hạ thì việc này kiếm các không quản được, nhưng Lâm Nhất là đệ tử của kiếm các ta. Hắn cho dù có phạm lỗi sai tày trời thì cũng nên đưa về kiếm các để định tội, không phải để cho Hoàng thất đến giết hắn. Âm thanh giọng nói của Mai Hộ Pháp lại bay ra, ý trong lời nói vô cùng rõ ràng. Lâm Nhất, kiếm các sẽ phải bảo vệ bằng được. Trong lòng Đại Hoàng tử xuất hiện một chút dao động. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì cũng có thể để kiếm các đưa Lâm Nhất đi. Mặc dù Lâm Nhất rất đáng hận, nhưng trước mắt, quan trọng nhất vẫn là Hân Nghiên. Chỉ cần có thể hoàn thành hôn lễ với Hân Nghiên, sau Long Môn tranh tài sẽ có cơ hội để đối phó với thằng nhóc này. Chương 1285 Huyền Điểu Ấn của Thần Sách Doanh. Ta không đi, ta muốn Hân Nghiên sư tỷ tự mình nói với ta là tỷ ấy thực lòng muốn gả cho Tần Vũ, nếu không, ta có chết cũng không đi. Nhưng giọng nói cố chấp đầy ngoan cố từ miệng của Lâm Nhất truyền ra, ngay lập tức khiến sắc mặt Tần Vũ xám ngoét. Giỏi, giỏi, giỏi. Đại hoàng tử Tần Vũ không nổi giận mà ngược lại bật cười, trầm giọng nói, hừ, thế thì ai cũng đừng mong đi nữa. Liễu Long Phi truyền lệnh phát động toàn quân Thần Sách Doanh, vây quét toàn bộ phản đồ của Lăng Tiêu Kiếm Các. Trong mắt Liễu Long Phi thoáng qua vẻ do dự, nhưng vẫn vung tay lên chỉ huy. Một quả pháo hoa được bắn thẳng lên trời, sau đó nổ bung trong không trung, hóa thành một con huyền điểu huyết sắc, huyền điểu cất tiếng kêu dài, vô cùng chói tai, cả đế đô rộng lớn gần như đang rung chuyển. Uỳnh ầm ầm. Mặt đất lại rung lên một lần nữa, như thể có thiên quân vạn mã đang từ khắp nơi trong hoàng thành đế đô tràn về. Sắc mặt đại hoàng tử trên xe ngựa vô cùng âm u, nhìn chằm chằm vào cái bóng mơ hồ trong gió tuyết. Đây là cơ hội cuối cùng. Trước khi đại quân của Thần Sách Doanh đến, đối phương nếu như biết khó mà đưa theo Lâm Nhất rút lui, thì hắn ta có thể miễn cưỡng tha thứ cho đối phương. Nhưng hắn ta đã phải thất vọng rồi, Mai Hộ Pháp đứng trong gió tuyết phất tay một cái, kiếm hàm quang cắm trên mặt đất hóa thành một luồng ánh sáng yếu ớt chìm vào trong tay ông ta. Vào giây phút khi năm ngón tay nắm lấy đốc kiếm, ánh sáng chói lòa giống như ánh mặt trời ban trưa tỏa ra khắp người ông ấy. Bóng người vốn dĩ mờ ảo mơ hồ, dưới ánh sáng rực rỡ này đã trở nên vô cùng rõ ràng. Giây phút này, tất cả mọi người đều nhìn thấy dung mạo của Mai Hộ Pháp, trong đôi mắt đục mờ không hề tỏ ra do dự. Đôi mắt ấy viết rõ hai chữ, không hối. Trong gió tuyết, ông ấy một mình một kiếm gánh vác cả vùng trời của kiếm các. Ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Vũ, trầm giọng quát, Lăng Tiêu Kiếm Các quyết chiến đến cùng. Pháo hoa ngưng tụ thành huyền điểu huyết sắc rít lên chói tai quanh bầu trời của đế đô Đại Tần, bao trùm đến cả từng con ngõ nhỏ của Hoàng Thành. Cơn khủng hoảng đột nhiên lan tràn, huyền điểu huyết sắc vô cùng chói mắt. Huyền điểu ấn của Thần Sách Doanh. Chuyện gì vậy, là thú triều tràn đến hay sao, hay là có người tạo phản rồi? Huyền điểu ấn của Thần Sách Doanh là ấn ký phải đến khi thực sự nguy cấp mới được dùng đến để hiệu lệnh toàn quân. Một khi xuất hiện tức là đế đô đang rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm nào đó. Ngoài đại thống lĩnh của Thần Sách Doanh ra, không có người nào có thể gọi ra được ấn này. Nhưng ấn này chưa từng xuất hiện ở đế đô mấy trăm năm qua, lần trước xuất hiện là vì yêu thú bạo loạn,
cuốn sạch đế đô khiến đế đô thương vong quá nửa. Trong một thoáng, từ trên xuống dưới khắp đế đô, ai nấy đều hoang mang hoảng hốt. Nếu như biết được sự thật cậu chuyện thì e là sẽ càng khiến lòng người hoang mang hơn, tứ đại hộ pháp của kiếm các, bảy đại chấp kiếm trưởng lão, nếu như thực sự gây chuyện ở đế đô thì hậu quả nghiêm trọng mà nó mang đến còn khủng khiếp hơn lần thú triều kia nhiều. Chương 1286 thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như thế này. Nhất là khi kiếm hàm quang được tuốt khỏi vỏ, đây là thanh kiếm truyền kỳ năm đó tung hoành khắp Đại Tần, sức mạnh của nó vượt xa so với trong tưởng tượng của rất nhiều người. Đế đô hôm nay chắc chắn đã không thể yên bình được nữa rồi. Bảo vệ điện hạ. Liễu Long Phi một mình chặn phía trước, tay cầm huyết ngục ma thương ngăn phía trước xe ngựa xa hoa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mai Hộ Pháp tay nắm thanh kiếm hàm quang đang từng bước đến gần. Trước đó hộ vệ bảo vệ đại hoàng tử cũng không ngờ được mình sẽ phải đối mặt với tứ đại hộ pháp của kiếm các. Nhất là Mai Hộ Pháp đang cầm kiếm hàm quang đánh đến kia. Trước khi đại quân của Thần Sách Doanh và cao thủ hoàng thất kịp đến đây, kiếm các hoàn toàn có đủ khả năng để bắt giữ đại hoàng tử. Trong một chốc, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Trước mắt đã rơi vào tình huống cạch mặt nhau, nếu không ra tay thì thôi, một khi ra tay ắt sẽ máu chảy thành sông, thây cốt thành đống. Sẽ có vô số võ giả đếm không hết phải chết đi trong cuộc loạn chiến này. Bất kể kiếm các hay là hoàng thất đế quốc Đại Tần đều sẽ không phải là người thắng cuộc. Vẻ mặt Tần Vũ bình tĩnh không có chút dao động, nhìn không ra manh mối gì, nhưng trong lòng hắn ta đã như sóng cuộn trào, hắn ta làm thế nào cũng không ngờ được sự việc lại xảy ra đến bước đường này. Kết cục như vậy rõ ràng không phải là những gì mà hắn ta muốn. Cứng rắn đối đầu với kiếm các rõ ràng không mang lại điều gì tốt đẹp, tất cả những gì hắn ta làm, bất kể là giết Hân Tuyệt hay là cưỡng ép cưới Hân Nghiên. Hắn ta đều thực hiện nó một cách hoàn hảo không hề để lại dấu vết để bị người của Lăng Tiêu kiếm các bắt được. Về tình về lý, kiếm các không có cớ để lật mặt với hắn ta. Nhưng trước mắt, lại bởi vì Lâm Nhất, vì thằng nhóc này một thân một mình đến đây đã khiến toàn bộ kế hoạch của hắn ta rối hết cả lên. Bây giờ hắn ta cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy, vào giây phút khi Lâm Nhất xuất hiện hắn ta nên giết chết hắn. Thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như thế này. Nhưng với tính cách cẩn thận, khôn ngoan hoạch định kế hoạch rồi mới làm rốt cuộc đã ép hắn ta đi đến bước đường mà hắn ta không muốn nhìn thấy nhất. Leng keng leng keng. Đúng vào lúc này, trong gió tuyết bỗng truyền đến từng đợt tiếng chuông gió, trong bầu không khí dương cung bạt kiếm, căng thẳng thế này, sự xuất hiện của nó trở nên vô cùng đột ngột. Trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra cảm giác nghi hoặc, ai đến vậy? Lần theo tiếng chuông gió vang đến, chỉ thấy trong gió tuyết có một ngũ nghi trượng rầm rộ đã xuất hiện trước khi đại quân tứ phương của Thần Sách Doanh kịp đánh đến. Được đội nghi trượng bao bọc bên trong là chiếc kiệu ngọc màu trắng thuần xa hoa với 18 người khiêng, linh quang chiếu rọi bốn phía xung quanh chiếc kiệu, đẹp hơn cả bông tuyết đang rơi chính là người ngồi ngay ngắn trên kiệu, khăn lụa che mặt chỉ lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng, trong vắt và đầy kiêu ngạo. 1.000 người mở đường, 3.000 người theo sau bọc hậu, đại kiệu 18 người khiêng, khí thế hoành tráng như vậy khiến người ta phải tặc lưỡi. Trưởng công chúa, là công chúa Phượng Hoa, sao nàng ta lại đến đây? Chương 1287 thực sự có chuyện giấu giếm. Trong ánh mắt của Tần Vũ trên xe ngựa đột nhiên thoáng qua cơn phẫn nộ. Mắt thấy, cơn giông tố này không chỉ đơn giản là ảnh hưởng đến thể diện nữa. Vô hình chung. Uy áp của công chúa Phượng Hoa đã hoàn toàn che lấp hắn ta rồi. Công chúa Phượng Hoa nhìn chằm chằm Tần Vũ, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quát bằng giọng không được phép nghi ngờ. Ha ha, người cũng quản nhiều chuyện quá rồi đấy, đừng nói với ta đây cũng là khẩu dụ của Phụ Hoàng. Trong đáy mắt hắn ta lóe qua luồng sát khí âm u lạnh lẽo, đây là giới hạn của hắn ta, là giới hạn mà hắn ta đã phải hao tâm tổn sức, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Ván đã đóng thuyền, buổi hôn lễ này cho dù có khẩu dụ của Phụ Hoàng thì hắn ta cũng quyết không nhượng bộ. Công chúa Phượng Hoa lạnh lùng đáp, bản thân ngươi dùng thủ đoạn gì ngươi là người rõ nhất, bản công chúa giữ lại thể diện cho ngươi, nếu không đừng trách ta không nể mặt. Thực sự có chuyện giấu giếm. Ta nói mà, Hân Nghiên làm sao có thể đồng ý gả cho hắn ta. Đại hoàng tử đã đi đến bước này rồi mà không chịu nhượng bộ.
e là còn có mục đích không thể cho người ta biết được. Trong đám người dần dần xuất hiện những lời bàn tán xôn xao, dường như bọn họ chọn đứng về phía công chúa Phượng Hoa, đứng về phía Lâm Nhất. Nếu thực sự có chuyện giấu giếm, còn mong đại hoàng tử nói cho rõ ràng một chút, cho Lăng Tiêu Kiếm các ta một lời giải thích. Phía sau Lâm Nhất, truyền đến giọng nói thong dong của Mai Hộ Pháp. Nói rõ ràng, việc mà cô ấy đích thân đồng ý với bản hoàng tử, không cần thiết phải nói rõ ràng với ông, bảo ông đưa Lâm Nhất đi đã là nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Đừng tưởng không có thần sách doanh thì ta sẽ sợ Lăng Tiêu Kiếm các. Giọng nói của Tần Vũ bình tĩnh, đầy cứng rắn. Vậy xin lỗi, ngươi không thể động vào Lâm Nhất, Hân Nhiên ngươi cũng không được phép động vào. Đến Lâm Nhất còn dám đứng ra bênh vực Hân Nhiên, một người một kiếm thân cô thế cô đến đây, trong lòng Mai Hộ Pháp đã có quyết định từ lâu. Nếu đã tuốt kiếm, không đạt được mục đích thì tuyệt đối không quay đầu. Tần Vũ, ta cũng khuyên ngươi một câu, ngươi còn chưa đăng cơ hoàng vị, đế quốc Đại Tần còn chưa đến lượt phải nghe lời ngươi. Họa mà hôm nay ngươi gây ra đã đủ lớn lắm rồi, nếu như còn cố chấp làm theo ý mình, ta có thể nói rõ cho ngươi biết rằng, Long Môn tranh tài ngươi đừng mong tham gia nữa. Ở phía xa, giọng nói thong dong của công chúa Phượng Hoa truyền tới, trong gió tuyết, khí chất tài hoa phong nhã lại càng trở nên lạnh lùng. Lời của nàng ta tuyên bố một sự tồn tại nào đó, cũng là lời cảnh cáo cuối cùng của nàng ta với Tần Vũ. Ánh mắt Tần Vũ bỗng trở nên bén nhọn, ánh mắt xuyên qua màn tuyết rơi trắng xóa, găm thẳng lên bóng hình xinh đẹp ngồi trên kiệu ngọc. Đối phương ngồi ngay ngắn trên kiệu ngọc, xuất trần như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bay mất, lộ ra khí chất khiến người ta nhìn không thấu. Hai người đều có con át chủ bài nằm ngoài đế quốc Đại Tần, nhưng Tần Vũ lại luôn không đoán được đối phương rốt cuộc có cái gì để dựa dẫm vào. Chương 1288 bây giờ nghĩ lại, kỳ thực cũng rất đáng sợ. Hắn ta không hề nghi ngờ, đối phương thực sự có năng lực này. Nhưng hắn ta cũng không sợ đối phương, chỉ là trong lòng không ngừng cân nhắc, rốt cuộc có đáng giá phải mạo hiểm lần này không? Việc của kiếm khách, vẫn nên dùng kiếm trong tay để giải quyết đi. Giữa cục diện giằng co, Bạch Lê Hiên vẫn luôn im lặng, đáy mắt thoáng qua vẻ phiền chán. Hắn ta xoay người xuống ngựa bước đi trên nền tuyết, ánh mắt rơi lên người Lâm Nhất, trầm giọng nói, Lâm Nhất, ngươi tiếp một chiêu của ta, nếu như không chết thì ngươi có thể đưa Hân Nhiên đi. Lăng Tiêu Kiếm Các chỉ có thể có một yêu nghiệt, và người đó chỉ có thể là Bạch Lê Hiên ta, có dám tiếp một kiếm của ta không? Tiếp một kiếm của ta không chết, ngươi có thể đưa Hân Nhiên đi. Lời của Bạch Lê Hiên không chỉ khiến nhóm người công chúa Phượng Hoa và Mai Hộ Pháp ngạc nhiên, đến cả sắc mặt của Đại Hoàng tử Tần Vũ cũng thoáng thay đổi. Bạch Lê Hiên này dựa vào cái gì mà dám quyết định thay cho hắn ta? Nhưng mà trong chớp mắt, Tần Vũ đã hiểu được thâm ý sâu xa trong đó, bình thường Bạch Lê Hiên luôn tỏ vẻ cung kính với mình, gần như bảo sao nghe vậy. Nhưng đó đều chỉ là làm bộ mà thôi, tận sâu trong lòng hắn ta kỳ thực luôn có chủ kiến của mình. Vậy mà lại khiến hắn ta mất cảnh giác, có lúc thậm chí còn khiến bản thân hắn ta quên mất sự thật là Bạch Lê Hiên đã có thành tựu thánh thể. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực cũng rất đáng sợ. Nội tâm hắn ta cô độc và kiêu ngạo, cũng chưa chắc đã coi trọng mình bao nhiêu. Từ sau khi Lâm Nhất xuất hiện, những người khác trong hội Thanh Huyền đã lần lượt ra tay, duy chỉ có hắn ta là không, như vậy đã có thể nói rõ một việc. Trước mắt hắn ta nói Lâm Nhất tiếp một chiêu của hắn ta mà không chết thì sẽ để đối phương đưa Hân Nhiên đi một cách chắc chắn như vậy. Ngoài việc hắn ta cực kỳ tự tin với chính bản thân mình ra, cũng là vì hắn ta đã phán đoán được thế cục, nhìn ra được cục diện bối rối, tiến thoái lưỡng nan của ta. Đồng thời đắc tội kiếm các và công chúa Phượng Hoa, đại hoàng tử không hề có gì chắc chắn, nhất là trong tình huống thần sách doanh không ra tay hỗ trợ. Trước mắt, Bạch Lê Hiên quả thực đã tạo ra bậc thang cho hắn ta bước xuống, không có lý do gì để phải từ chối cả. Quan trọng nhất là, đại hoàng tử cũng không tin, tình trạng bây giờ của Lâm Nhất lại thực sự có thể tiếp được một chiêu của Bạch Lê Hiên. Vừa nghĩ đến đây, Tần Vũ liền mở miệng cười nói, lời của hắn ta chính là lời của ta, nếu như ngươi có thể tiếp được một kiếm của Bạch Lê Hiên mà không chết thì có thể đưa Hân Nhiên đi. Mai Hộ Pháp, việc này ta đã giao cho người trong kiếm các của các ngươi giải quyết rồi, ngươi cũng không có lý do gì để nói không chứ. Chỉ là lời hắn ta vừa dứt, đã liếc mắt nhìn sâu vào Bạch Lê Hiên, người này có chút đáng sợ.
Bản thân không thể nhìn thấu hắn ta, nhưng lại bị hắn ta bắt bài hết. Công chúa Phượng Hoa trên kiệu ngọc như có điều suy nghĩ, thủ đoạn của Tần Vũ này quả thực cực cao, lại đá quả bóng về trên người Mai Hộ Pháp. Nói là việc của nội bộ kiếm các, nếu mà như vậy, mình với hắn ta đều không còn lý do để nhúng tay vào nữa. Lê Hiên, ngươi là người mà ta dần vào tông môn, không cần thiết phải đi đến bước đường này chứ. Mai Hộ Pháp thở dài một hơi, thế cục trước mắt quả thực khiến ông ta có chút khó xử. Hệ Pháp, bất kể ta sau này thế nào, thân phận đệ tử kiếm các của Bạch Lê Hiên đều không đổi, ta vĩnh viễn nợ tiền bối một ân tình. Chương 1289 không dám bất kính quá mức. Trong gió tuyết tung bay, thân thể Bạch Lê Hiên tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Trong lúc mơ hồ, thánh ý làm người ta cảm thấy thân thiết, đồng thời có cảm giác kính nể không tên, không dám bất kính quá mức. Đây là dị tượng do thánh thể tạo ra, cũng là áp lực vô hình mà nó mang lại cho người khác. Cũng giống như các vì sao lấp lánh trên bầu trời, chỉ có thể khiến người ta ngước nhìn. Một số người vừa được sinh ra đã tựa vì sao và mặt trăng trên bầu trời, không cần làm gì cũng đã đủ nổi bật, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng ở cảnh giới tiên thiên, Bạch Lê Hiên đã có thể tranh giành vận mệnh cùng trời, toát lên nguy hiểm và khí phách dũng cảm, cứ thế dựa vào nỗ lực mai sau để tỏa ánh hào quang thuộc về hắn ta ở biển sao rộng lớn này. Mai Hộ Pháp rất khó xử, dù thế nào đi nữa, mặt ngoài Bạch Lê Hiên vẫn là đệ tử kiếm các. Tuy rằng hắn ta thân cận với đại hoàng tử, rất có thể đã gia nhập vào hội Thanh Huyền, nhưng trên thực tế cũng chưa làm chuyện gì gây hại đến lợi ích của kiếm các. Nhưng bây giờ hắn ta lại muốn dồn Lâm Nhất vào đường chết. Ông ấy có vô tận dũng khí khi đối mặt với một đế quốc khổng lồ, cũng dám liều mạng để bảo vệ Lâm Nhất. Nhưng khi đối mặt với Bạch Lê Hiên, ông ấy thực sự khó có thể mở miệng. Dù sao hắn ta cũng được coi là người của kiếm các. Hắn ta và Lâm Nhất ngang vai vế với nhau. Xưa nay vương bất kiến vương, hậu bất kiến hậu, một núi không thể có hai hổ, Lăng Tiêu kiếm các cũng không thể có hai yêu nghiệt. Dù thế nào đi nữa, chỉ nói về tài nguyên thôi đã không đủ, huống hồ. Bạch Lê Hiên tạm dừng, nhìn sang Mai Hộ Pháp, huống hồ Mai Hộ Pháp có điều không biết, ta và Lâm Nhất còn có thù cũ. Không cần nói nhảm, Lâm Nhất ta đây sẽ đỡ nhát kiếm này của ngươi. Ngươi nói đúng, Lăng Tiêu kiếm các không thể có hai yêu nghiệt, nhưng ta cũng không muốn tranh giành cái danh yêu nghiệt với ngươi, hôm nay ta chỉ muốn đưa Hân Nghiên tỷ đi. Lâm Nhất bất ngờ ngẩng cao đầu, chấp nhận lời khiêu chiến của Bạch Lê Hiên gần như không chút do dự. Hai người thiếu niên đứng đối diện nhau, đối chọi gay gắt trong màn tuyết trắng xóa. Lâm Nhất, vẻ lo lắng thoáng qua trong mắt Mai Hộ Pháp, trước đó hắn đã bị thương không nhẹ. Có thật là hắn sẽ đỡ được một nhát kiếm của Bạch Lê Hiên không? Nếu không nắm chắc, Bạch Lê Hiên chắc chắn sẽ không dám nói ra câu này. Mai Hộ Pháp không cần khuyên ta, nếu hắn ta đã cho ta cơ hội này, đương nhiên ta sẽ không chối từ. Lâm Nhất biết Hộ Pháp lo lắng cho mình, nhưng hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Đây là cơ hội hắn đã phải tìm đủ mọi cách và liều mạng mới có được, tuyệt đối không thể chùn bước. Cho dù ngươi có muốn tranh giành hay không, Lăng Tiêu kiếm các cũng chỉ có thể có một yêu nghiệt, và lại chỉ có thể là ta. Ngươi không thể đưa Hân Nghiên đi, cũng không thể sống sót rời đi, vận mệnh của ngươi phải là chết dưới kiếm của ta. Vừa dứt lời, Bạch Lê Hiên rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm ánh lên tia sáng lạnh lẽo, vô cùng sắc bén. Ánh sáng âm u lập lòe trên mũi kiếm khiến người ta sợ hãi, đây là một thanh huyền binh siêu phẩm. Chương 1290 không thể nào. Một khí tức đáng sợ nổi lên từ Bạch Lê Hiên, khí thế huyền võ tầng 9 đỉnh phong của hắn ta đột nhiên bùng nổ. Uy áp cuồn cuộn tăng vọt, trong nháy mắt đã tăng thẳng đến bán bộ tử phủ. Khí thế mạnh quá. Trong đám đông có người kinh ngạc thốt lên, sức mạnh của thánh thể thực sự khiến người ta không dám khinh thường, huyền võ tầng 9 mà có thể tăng lên đến bán bộ tử phủ. Nếu hắn ta thăng lên huyền võ tầng 10 sẽ mạnh đến mức nào nữa? Nhưng vẫn chưa hết, khi khí thế này đạt tới đỉnh phong, trong cơ thể Bạch Lê Hiên đột nhiên phát ra một tiếng kiếm reo du dương. Trong cơn gió tuyết, kiếm ý bán bộ tiên thiên nở rộ trên người hắn ta như hoa, rực rỡ chói lòa, phong thái xuất sắc. Kiếm ý này không thua kém Lâm Nhất chút nào, không ngờ Bạch Lê Hiên cũng nắm giữ kiếm ý bán bộ tiên thiên.
Xong rồi, lần này người chống lưng mạnh nhất của Lâm Nhất cũng không thể bảo vệ hắn. Thảo nào Bạch Lê Hiên dám nói ra những lời hùng hồn này, e rằng Lâm Nhất sẽ thật sự chết. Khi kiếm ý bán bộ tiên thiên trên người Bạch Lê Hiên nở rộ như hoa, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Chỉ có đại hoàng tử Tần Vũ nhếch miệng cười nhạt. Dù ưu thế trong cuộc phong ba này nghiêng về phía ai, người thắng sau cùng vẫn là hắn ta. Đi chết đi. Trong tiếng kiếm quang rít gào, Bạch Lê Hiên bước một bước, nghiêng người đánh về phía Lâm Nhất, bông tuyết bay tán loạn giữa hai người như ngừng lại, rơi xuống với tốc độ cực kỳ chậm. Soạt. Gần như trong tích tắc, Bạch Lê Hiên đã xông tới trước mặt Lâm Nhất, mà lúc này Lâm Nhất vẫn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ. Ít ai có thể thấy rõ bóng dáng Bạch Lê Hiên, nhưng những người nhìn thấy cảnh này đều biến sắc, tim như nhảy lên đến tận cổ họng. Xong đời. Kiếm quang rực rỡ nở rộ ở mũi kiếm, những bông tuyết đang rơi chậm lập tức nổ tung, hoàn toàn biến mất. Ánh sáng này chói đến mức khiến người ta không thể mở mắt, khó có thể thấy rõ cảnh tượng đang xảy ra. Nhưng khi kiếm quang tan đi, một hình ảnh khó tin xuất hiện trước mặt mọi người. Không thể nào. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy khó tin. Chỉ thấy trên mặt tuyết, Lâm Nhất chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm quyết định mà Bạch Lê Hiên đâm tới. Lâm Nhất đang đánh cược. Hắn đang cược xem thể đoạn kiếm của mình có thể áp chế Bạch Lê Hiên đã luyện thành thánh thể, thực lực hơn xưa hay không. Hắn liên tục chiến đấu, tung hết sát chiêu, thậm chí còn bị trúng một chưởng của cảnh giới tử phủ. Chương 1291 lại dở trò cũ, không có cơ hội đâu. Nếu không nhờ thể chất cứng rắn, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Lúc này chân nguyên đã gần như cạn kiệt, thương tích chưa lành, hắn hoàn toàn không thể thi triển thiên phá vân, nhát kiếm thứ 10 duy nhất có thể ngăn cản đối phương. Ông! Nhưng dường như không có hiệu quả, kiếm của Bạch Lê Hiên đã bị hắn kẹp lại nhưng vẫn không gãy. Nó vẫn vô cùng sắc bén, toát ra khí thế đáng sợ. Lại dở trò cũ, không có cơ hội đâu. Bạch Lê Hiên lập tức nhớ lại cảnh mình bị đối phương đùa bỡn ở Thanh Dương giới, Lâm Nhất cũng từng dùng hai ngón tay kẹp gãy mấy thanh bội kiếm của hắn ta như thế này. Khi thấy Lâm Nhất lại thi triển chiêu này, hắn ta không kìm được nổi giận, sát khí trong mắt điên cuồng bắn ra ngoài. Nhưng khi kiếm của hắn ta sắp thoát được và đâm vào ấn đường Lâm Nhất. Bỗng nhiên thân kiếm rung mạnh lên, ngay sau đó gãy thành từng khúc, chân nguyên phản phệ, kiếm thế lập tức sụp đổ. Bùm! Lâm Nhất không cho hắn ta cơ hội phản ứng, lướt qua những mảnh kiếm vỡ đang bay nhanh rồi chưởng vào ngực hắn ta. Phụt! Bạch Lê Hiên hộc ra một búng máu, văng mạnh ra xa. Cảnh tượng này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến người ta phải trợn mắt líu lưỡi, không thể tin được. Chẳng ai ngờ Bạch Lê Hiên rực rỡ lóa mắt, không ai bì nổi lại thua thảm hại như thế. Cũng có người cho rằng Lâm Nhất sẽ đỡ được nhát kiếm này, nhưng hoàn toàn không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Bạch Lê Hiên ngã phịch xuống đất, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, hắn ta nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt phẫn nộ và không cam lòng. Một chưởng này ta trả lại cho ngươi thay Lý Vô Ưu. Mối thù giữa chúng ta, ta sẽ giải quyết triệt để trong Long Môn tranh tài. Nói xong, Lâm Nhất không thèm để ý tới đối phương mà bay về phía xe ngựa. Tránh ra! Hai thành viên hội Thanh Huyền vừa định cản Lâm Nhất lại thì bị hắn quát một tiếng. Lâm Nhất đáp xuống xe ngựa không thèm nhìn Tần Vũ, bế Hân Nghiên lên ngay trước mặt hắn. Chết tiệt! Khi Lâm Nhất quay người đi, trong mắt Tần Vũ lóe lên sát khí, nhưng vừa định ra tay thì có hai ánh mắt nhìn vào hắn ta. Là Mai Hộ Pháp và Trưởng Công Chúa, hai người lạnh lùng nhìn hắn ta, khiến hắn ta không dám manh động. Chương 1292 hai chữ, đáng đời. Hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhất bế tân nương vốn thuộc về hắn ta lên, đi càng lúc càng xa trong gió tuyết. Cái gọi là nhục nhã chính là như thế. Tần Vũ tức muốn hộc máu nhưng không thể nổi giận, người thường không thể nào hiểu được nỗi buồn bực này. Hắn ta luôn tự tin, bình tĩnh ung dung nhưng giờ đây mặt mày lại đỏ bừng, khí huyết dâng trào khiến hắn ta không thể khống chế chân nguyên hỗn loạn trong cơ thể. Khi mặt hắn ta đỏ tới mức sắp nhỏ máu, hắn ta không thể kiềm chế được nữa, hộc ra một búng máu. Bởi vì mưu kế quá khôn khéo nên vừa phải bồi thường tân nương,
vừa bị mất quân. Hai chữ, đáng đời. Phụt. Búng máu do đại hoàng tử Tần Vũ Hộc ra rơi trên tuyết, một màu đỏ tươi trông rất bắt mắt. Nhưng búng máu này cũng làm cho vẻ mặt hắn ta tốt hơn một chút, nhưng khi nhìn vào bóng lưng Lâm Nhất lại trở nên vô cùng khó coi, thay đổi thất thường. Trong gió tuyết, Lâm Nhất bế Hân Nghiên bước từng bước đến gần đám người Mai Hộ Pháp. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều rất cảm động, một vở kịch động trời kết thúc với kết cục hoàn hảo như chuyện cổ tích. Khi người thiếu niên kia cưỡi ngựa huyết long xuất hiện trong gió tuyết, không ai có thể ngờ được hắn sẽ sống sót rời đi. Lúc này hắn không chỉ sống sót mà còn đưa Hân Nghiên đi. Hơn nữa còn quang minh chính đại bế đi ngay trước mặt đại hoàng tử, khí phách vô cùng. Lâm Nhất khó lường thật, cứ tưởng hắn là một tên tàn phế, không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn đến đây với ý định liều mạng thì phải, kết cục thế này cũng coi như hợp ý hắn. Nghĩ lại vẫn làm người ta nhiệt huyết sục sôi, thiếu niên này có một khí phách khiến người ta phải khâm phục. Ha ha, các ngươi có nhìn thấy không, đại hoàng tử tức sắp hộc máu luôn kìa. Đường đường là một trong bát công tử, người thừa kế hoàng vị đại tần mà lại bị người khác bế tân nương của mình đi ngay trước mặt mọi người. Thế cũng coi như hắn ta cứng rắn hơn người, nếu là ta thì không chỉ đơn giản là hộc máu đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, còn một tháng nữa Long Môn tranh tài sẽ diễn ra, chắc là đặc sắc lắm đây. Ta có linh cảm, mối thù giữa Lâm Nhất và Bạch Lê Hiên sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Ở trong mắt mọi người, thân hình gầy yếu của thiếu niên trông có vẻ vô cùng cao lớn. Bốn phía vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, sau ngày hôm nay, tên của Lâm Nhất sẽ được lưu truyền khắp đế quốc Đại Tần. Lòng nhiệt huyết của hắn, trái tim hướng kiếm của hắn cũng sẽ được lưu truyền cùng với tên của hắn. Nổi giận vì hồng nhan, rút kiếm không ngoảnh đầu. Ai mà chẳng có một thời niên thiếu bồng bột, khi hắn bế Hân Nghiên đi, rất nhiều người thầm vỗ tay tán tưởng, cực kỳ kích động. Chương 1293 chúng ta đi thôi. Về phần Long Môn tranh tài, không cần phải nói nhiều. Với thực lực Lâm Nhất thể hiện ngày hôm nay, hắn chắc chắn có tư cách tham gia, thậm chí còn có tư cách tranh giành danh hiệu bát công tử. Dù sao công tử Lưu Thương cũng không tham gia Long Môn tranh tài năm nay, danh ngạch trống này nhất định sẽ khiến cho nhiều phe kịch chiến. Đại hoàng tử, người còn gì muốn nói nữa không? Đợi khi Lâm Nhất lại gần. Mai Hộ Pháp giải trừ cấm chế trong cơ thể Hân Nghiên, mọi người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Vù! Nét mặt Tần Vũ trở lại bình thường, hắn ta nhảy xuống xe ngựa, đỡ Bạch Lê Hiên đứng lên, trầm giọng bảo không cần tự trách mình. Đa tạ! Bạch Lê Hiên chán nản đáp. Lần thua này là một cú sốc quá lớn đối với hắn ta, không phải hắn ta để ý thể diện. Mà do thua trong tay đối phương theo cách tương tự. Điều này thực sự không còn gì để nói. Có lẽ hắn ta quá tự tin, nếu vừa rồi không dùng kiếm, chỉ cần một chưởng thì chắc hẳn cũng có thể giết được Lâm Nhất. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Hắn ta phải trả giá đắt vì sự ngông cuồng của mình, thánh thể không phải vô địch, chỉ tượng trưng cho khả năng vô hạn thôi. Tần Vũ gật đầu, lau máu trên khóe miệng, nhìn Mai Hộ Pháp trả lời, ta không còn lời nào để nói, thua là thua. Nếu ta đã hứa chuyện gì thì tất nhiên sẽ không tiếp tục truy cứu. Trung Quy vẫn là đại hoàng tử, dù cho rơi vào tình thế thảm hại như vậy, hắn ta vẫn có thể khôi phục trạng thái bình thường ngay tức thì, để cho người ta cảm thấy nhẹ như mây gió, như thể chưa từng bị thua. Nhưng bản hoàng tử sẽ nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, ta rất kỳ vọng Lăng Tiêu Kiếm Các sẽ phái Lâm Nhất tham gia Long Môn tranh tài. Khóe miệng Tần Vũ hơi nhếch lên. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt anh Tuấn bất phàm. Hắn ta nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt sâu xa, phất tay bảo, chúng ta đi thôi. Đội ngũ của đại hoàng tử và hộ vệ thần sách xoanh rời đi trong màn tuyết trắng, sóng gió cứ thế chấm dứt. Nhưng đám đông vẫn chưa tản đi, mọi người đều nhìn theo Lâm Nhất từ xa. Trận chiến hôm nay đã cho họ thấy được tính bền bỉ và lòng nhiệt huyết của Lâm Nhất. Dù hắn đã tự cắt một sợi huyền mạch, thực lực vẫn xuất sắc như cũ, khiến người ta không dám khinh thường. Tiếng cười trước khi đi của Tần Vũ cũng làm cho mọi người biết một điều. Có lẽ trận sóng gió này vẫn chưa thật sự chấm dứt mà sẽ chân chính bùng nổ trong Long Môn tranh tài. Nếu Lâm Nhất không tham gia thì thôi,
một khi tham gia, trong lúc thi đấu Tần Vũ nhất định sẽ dồn hắn vào chỗ chết. Lấy danh nghĩa công tử Phi Vũ để giết Lâm Nhất, rửa mối nhục hôm nay ngay trước mặt người của Lăng Tiêu Kiếm Các một cách danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại. Chương 1294 Hân Nghiên Sư Tỷ. Bạch Lê Hiên chắp tay thi lễ với Mai Hộ Pháp, không nói gì nữa mà lặng lẽ cáo lui. Người bí ẩn đứng trên mặt tuyết cạnh Lâm Nhất cũng chuẩn bị rời đi. Lâm Nhất vội vàng lên tiếng, xin hỏi các hạ là ai, ngày khác ta sẽ báo đáp ơn cứu giúp hôm nay. Người bí ẩn đeo mặt nạ vô diện màu trắng quay đầu lại cười, nháy mắt cười với hắn, Lâm Nhất, người nghĩ ta sẽ là ai? Lưu Thương. Sau khi đối phương không che giấu giọng nói của mình, Lâm Nhất lập tức nhận ra. Có lẽ mái tóc dài kia là giả. Điều này cũng có thể giải thích cho việc tại sao hắn ta lại đeo mặt nạ. Tuy đã rời Huyền Thiên Tông, nhưng chung quy hắn ta vẫn không muốn mang rắc rối đến cho tông môn. Đối nghịch với đại hoàng tử, dù sao cũng phải kiêng kỵ một chút. Có lẽ hắn nên sớm đoán được thân phận của Lưu Thương từ cú đấm như rồng như hổ kia. Công chúa Điện Hạ, xin đa tạ ơn trợ giúp vừa rồi. Về phần công chúa Phượng Hoa, phải để Mai Hộ Pháp đứng ra đại diện kiếm các cảm ơn đối phương. Không cần cảm ơn, sau này ta nhất định sẽ cần đến sự giúp đỡ của Lăng Tiêu Kiếm Các. Và lại ta và Hân Nghiên cũng được coi là người quen cũ. Công chúa Phượng Hoa bình tĩnh trả lời, vì đeo khăn che mặt nên làm người ta không thể đoán ra nàng ta đang nghĩ gì. Nàng ta nhìn qua Lâm Nhất bằng ánh mắt phức tạp pha lẫn chút lo lắng, nhưng sau một lúc nhìn chăm chú lại có vẻ thất vọng. Nàng ta muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Về thôi. Đội danh dự mấy nghìn người bao quanh Kiệu Ngọc, dần dần đi xa trong gió tuyết. Có vẻ như công chúa Điện Hạ rất có ấn tượng về đệ. Hân Nghiên nói nhỏ. Lâm Nhất dường như bắt được thứ gì đó từ trong mắt công chúa Phượng Hoa, nhưng lại không thể nắm chắc. Hắn hoàn hồn lại, nhìn sang Hân Nghiên tỷ, sau này dù quyết định việc gì cũng phải bàn bạc với ta có được không? Không chỉ ta mà còn rất rất nhiều người quan tâm và lo lắng cho tỷ. Hân Nghiên sư tỷ. Hắn còn chưa dứt lời đã thấy các đệ tử Lạc Già Sơn, Lý Vô Ưu và đám người Mạc Thành mừng rỡ bước tới từ trong đám đông. Nhìn những khuôn mặt Lạc Già Sơn quen thuộc, mắt Hân Nghiên ươn ướt, nhưng cuối cùng cô vẫn cắn môi kìm nén. Mai Hộ Pháp cười, đi nào, chúng ta cũng về thôi. Sau đó ông ấy rời mắt sang Lâm Nhất, nụ cười biến mất, lên giọng của trách, khi nào về tiểu tử nhà ngươi nói cho ta chuyện là thế nào, đã bảo ngươi đi giết đạo tặc mà sao lại chạy tới đế đô thế hả? Lâm Nhất đành phải giả vờ vô tội cười xòa, không trả lời. Cùng lúc đó, ở một nơi gần hoàng cung tràn ngập long uy, được canh gác nghiêm ngặt, hoàng thành đế đô. Chương 1295 Huyền Dương Điện. Trên mái hiên của một tòa lầu cao, hai bóng người lại rời mắt về phía hoàng cung thâm nghiêm khó dò. Nếu Lâm Nhất có ở đây, hắn nhất định sẽ không xa lạ gì với hai bóng người này. Đồng thời cũng sẽ kinh ngạc, thắc mắc tại sao hai người này lại đi cùng nhau. Bên trái là Kiếm Huyền Hà, các chủ kiếm các hắn đã gặp ở Vách Sám Hối, còn bên phải là Thập Tam gia trong rừng Táng Kiếm. Thập Tam, hồi đó ông đã từng nói rằng sẽ không bao giờ bước ra khỏi rừng Táng Kiếm mà. Kiếm Huyền Hà nhìn Thập Tam gia, ngoài cười nhưng trong không cười. Thập Tam gia khịt mũi, nếu ta đã hứa với Lâm Nhất sẽ bảo vệ hắn, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi, sao nào? Chẳng lẽ ông nghĩ một mình ông có thể đánh lại cấm vệ huyết y của Hoàng Cung Đại Tần? Ai mà biết? Kiếm Huyền Hà với thân hình hơi béo sờ râu, không khẳng định cũng không phủ nhận, nhưng lão hoàng đế này cũng là người thông minh, không để mặc nhi tử của mình làm càn. Xem ra nhát kiếm 10 năm trước vẫn dạy được cho ông ta một bài học nhỏ. Trong lời nói của ông ta có chút thất vọng, nếu 10 năm trước, Mai Hộ Pháp cũng có thể quyết đoán như hôm nay thì ông đã không đến nỗi phải ở đế quốc này 10 năm liên tiếp. Thập Tam gia nhíu mày nhìn ông ta chằm chằm, có vẻ như trong 10 năm qua, ông đã gặt hái được không ít. Ông cũng không kém cạnh, chắc ông đã hiểu thấu đáo ý nghĩa kiếm đạo do tổ sư vô danh để lại trong rừng Táng Kiếm rồi nhỉ. Hai người nói rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại hàm chứa gai góc và sắc bén. Hô! Lại có hai bóng người hạ xuống, là Tông Chủ Huyền Thiên Tông và Trang Chủ Ma Nguyệt Sơn Trang.
khi nhìn thấy kiếm Huyền Hà và Thập Tam gia ở cạnh nhau, trong mắt cả hai đều thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hai người này ở cạnh nhau mà không đánh nhau, thật là bất ngờ. Thập Tam gia. Sau khi hạ xuống, tông chủ của hai đại tông môn siêu nhiên này chắp tay thi lễ với Thập Tam gia. Thập Tam gia khẽ gật đầu, nét mặt trông rất thản nhiên. Kiếm Huyền Hà cũng rất bình tĩnh, không bất ngờ gì trước sự xuất hiện của hai người này. Chuyện lớn thế này, họ không xuất hiện mới gọi là kỳ lạ. Cùng là tông môn siêu nhiên, ngoại trừ Kiếm Các và Hỗn Nguyên môn là kẻ thù không đội trời chung của nhau, tất cả những tông môn này đều có thỏa thuận ngầm với nhau. Đệ tử tông môn cạnh tranh thì cạnh tranh, nhưng giữa họ đều nhất trí về giới hạn cuối cùng. Đại hoàng tử ỷ có Huyền Dương Điện chống lưng nên có thể nói là tính tình cực kỳ bá đạo. Mấy năm nay hội Thanh Huyền cùng ra sức lôi kéo không chút kiêng dè, đã đến lúc phải cho hắn ta một bài học. Tông chủ Huyền Thiên Tông mỉm cười nhẹ giọng đề nghị. Huyền Dương Điện. Chương 1296 hậu quả khó mà tưởng tượng. Một trong chín thế lực cấp bá chủ ở cổ vực Nam Hoa, một thế lực có thể dễ dàng san bằng đế quốc Đại Tần, đứng trên rất nhiều đế quốc. Nếu đám người Lâm Nhất biết người chống lưng cho đại hoàng tử là ai chắc chắn sẽ giật mình nhảy dựng lên. Nhưng mấy người này lại rất lạnh nhạt, không hề ngạc nhiên. Huyền Dương Điện ủng hộ hắn ta cũng không có gì bất ngờ, nhưng... rốt cuộc thế lực sau lưng công chúa Phượng Hoa là ai, các ông có biết không? Kiếm Huyền Hà nhìn hai người hỏi. Không nhìn thấu. Tông chủ Huyền Thiên Tông lắc đầu, không rõ lắm. Trang chủ Ma Nguyệt Sơn Trang trầm tư hồi lâu, sau đó mới lên tiếng, ta cũng biết một ít nhưng không thể nói, chỉ có thể nói nếu suy đoán của ta là thật, địa vị của vị công chúa này sẽ nằm ngoài tưởng tượng của chúng ta. Mấy người lập tức biến sắc, Huyền Dương Điện đã đủ đáng sợ. Lẽ nào thế lực sau lưng công chúa còn đáng sợ hơn cả bá chủ cổ vực Nam Hoa này? Lăng Tiêu Kiếm Các. Sau khi Lâm Nhất và những người khác về tông, Mai Hộ Pháp bảo những người khác giải tán trước, giữ một mình Lâm Nhất lại, vẻ mặt ông không được tốt lắm. Lòng Hân Nghiên căng thẳng, cô lên tiếng, Mai Hộ Pháp, người đừng trách tiểu sư đệ, chuyện lần này do ta mà ra, ta sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Sóng gió lần này quá lớn, suýt thì gây ra trận chiến đẫm máu giữa Kiếm Các và đế quốc. Nếu thật sự khai chiến, không biết bao nhiêu người sẽ chết vì điều này, thậm chí Kiếm Các còn có thể bị tiêu diệt. Hậu quả khó mà tưởng tượng. Lâm Nhất không nghe theo sư lệnh, hành động hấp tấp, nếu thật sự truy cứu thì sợ rằng khó tránh khỏi bị trách phạt. Mai Hộ Pháp, người đừng trách Lâm Nhất, chuyện lần này muốn trách thì phải trách đại hoàng tử, là do hắn ta ức hiếp người quá đáng. Đúng vậy, nếu xử phạt Lâm Nhất sư huynh thì chúng ta không phục. Các đệ tử của Lạc Già Sơn thấy Lâm Nhất lại sắp bị phạt thì bắt đầu cầu xin. Lần này đệ tử thật sự đã phạm sai lầm lớn, nhưng một mình ta gây chuyện thì một mình ta chịu trách nhiệm, không liên quan đến sư tỷ. Lâm Nhất không phản bác, chuyện này là do hắn làm, không có gì phải trốn tránh cả. Nếu tông môn muốn trừng phạt thì hắn chỉ có một chữ, nhận. Mai Hộ Pháp lạnh giọng, câm miệng, bản Hộ Pháp xử lý Lâm Nhất thế nào là quyết định của ta, tới lượt các người can thiệp à. Một tiếng quát giận dữ khiến âm thanh ồn ào lập tức trở nên im lặng. Mai Hộ Pháp nhìn thoáng qua một lượt, ánh mắt nhìn Hân Nghiên đã thân thiện hơn rất nhiều. Hân Nghiên, ngươi lui xuống trước đi, thời gian này ngươi đã chịu khổ rồi, nghỉ ngơi chăm sóc bản thân cho tốt. Lâm Nhất, ngươi đi theo ta. Khi nhìn Lâm Nhất, ông lại trở nên thô lỗ hơn rất nhiều. Không cho hắn cơ hội lên tiếng, ông đã quay lưng bỏ đi. Chương 1297 đệ tử nguyện lắng nghe. Mọi người chăm sóc sư tỷ thật tốt nhé, ta đi trước đây. Dứt lời, Lâm Nhất nhìn theo bóng lưng Mai Hộ Pháp rồi đi theo. Hắn đi theo Mai Hộ Pháp suốt chặng đường, linh lực giữa đất trời dần trở nên nồng đậm hơn, đến cuối cùng, gần như ngưng tụ thành thực thể, hóa thành từng đám sương mù quanh quẩn không tan. Lâm Nhất càng thấy quen hơn, như có điều suy nghĩ, một lúc sau hắn mới chợt nhớ ra. Đây là đường đến Mai Trang. Chính là nơi hắn tỉnh dậy sau cuộc chiến đồng minh nửa năm trước, là nơi Mai Hộ Pháp tu luyện. Quả nhiên một lúc sau hắn đã nhìn thấy một rừng mai. Mặt đất trải đầy cỏ xanh, cây mai đã được cắt tỉa gọn gàng, trong không khí đầy khí lạnh, hoa mai điểm xuyết trong đó có chút gì đó rất vui mắt,
khiến tinh thần người ta sảng khoái. Linh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt ngưng tụ thành làn sương mỏng nhẹ. Thấp thoáng trong rừng mai, se lạnh, sâu sắc. Lâm Nhất nhớ lại mình đã phá hủy rất nhiều cây mai ở đây, trong lòng chột dạ không dám lên tiếng. Con đường ngoằn ngoèo dẫn đến một nơi yên tĩnh vắng vẻ, hắn đi theo mai hộ pháp suốt chặng đường, đi qua rất nhiều giả sơn, ao hồ, đình đài lầu các, cuối cùng mai hộ pháp dừng lại bên một cái ao có nước chảy không ngừng. Cánh hoa rải rác trôi trên mặt ao, nước ao trong suốt thấy được cả đáy, không có một chút bụi bẩn, tựa như một tấm gương sáng. Có một khoảng không gian rất rộng bên ngoài ao trì, trên mặt đất còn lưu lại dấu vết sau khi bùng nổ công pháp võ kỹ. Ban đầu Lâm Nhất tu luyện ở đây 3 ngày nên nhớ rất rõ. Nước trong ao mát lạnh, phảng phất chút sương mù, linh khí tản mát, đây là một linh trì hàng thật giá thật. Có biết tại sao ta lại đưa ngươi tới đây không? Mai hộ pháp quay lưng về phía Lâm Nhất, nhìn linh trì rồi nhẹ hỏi. Đệ tử không biết. Trong lòng Lâm Nhất cảm thấy Mai hộ pháp không phải muốn trừng phạt mình, nhưng nhất thời hắn không đoán được ý của ông. Muốn nghe một câu chuyện không? Đệ tử nguyện lắng nghe. Phải kể từ đâu đây? Mai hộ pháp nhìn linh trì trong vắt mà thở dài, từ rất nhiều năm trước rồi, rốt cuộc là bao nhiêu năm? 20 năm, 30 năm, ta không còn nhớ nữa, lúc đó kiếm các cũng có thiên tài kiệt xuất, phong độ vô biên, không thua kém ngươi với Bạch Lê Hiên bây giờ là bao. Lâm Nhất thầm suy nghĩ, người này lẽ nào là phụ thân của Hân Nghiên? Ông ấy vẫn có thể rời khỏi đế quốc, nhưng tổ tiên của ông ấy đều là dòng dõi hoàng đế, sau khi rời khỏi kiếm các cũng vào quân đội. Ông ấy dụng binh như thần, thực lực rất mạnh, 100 quận của đế quốc bây giờ thì cả 10 quận do ông ấy giành lấy. Quân công của ông ấy liên tục tăng lên, chẳng mấy chốc ông ấy đã trở thành thống lĩnh của thần sách doanh. Nhưng trong trận phong 30 năm trước, hoàng thất bắt đầu thanh trừng các thống lĩnh trong quân đội có nguồn gốc từ tứ đại tông môn. Ông ấy là một trong số đó, bị vu khống là phản nghịch. Châm chọc nhường nào? Mai hộ pháp cười khẩy, chào phúng. Với thực lực của ông ấy nếu muốn đi thì rất dễ dàng, nhưng ông ấy không nhận tội, trước khi chết vẫn muốn giải thích với tên cẩu hoàng đế kia. Ông ấy có người bạn cùng trải qua sinh tử chính là người trưởng đà thực tế của Lăng Tiêu kiếm các. Từ khi phong ba nổi lên, người này bắt đầu do dự, sợ hãi, mãi không ra tay. Đến khi ông ta tỉnh ngộ thì người bạn của mình đã bị hoàng thất bao vây giết chết. Chương 1298 đệ tử không biết. Trong lòng Lâm Nhất không có quá nhiều bất ngờ, điều này cũng không khác xa so với dự đoán của hắn. Kể từ đó, người kia có ma chướng trong lòng, không thể tiến giới được nữa, ở mãi tử phủ đỉnh phong không thể đột phá. Mai hộ pháp quay lại, nhìn Lâm Nhất và nói, chắc ngươi đã đoán được người đó chính là ta rồi phải không? Lâm Nhất yên lặng gật đầu tỏ ý đã biết. Vậy nên ta đưa ngươi tới đây là để cảm ơn ngươi, ma chướng 10 năm cuối cùng cũng đã phá được. Mai hộ pháp khẽ thở dài, ta luôn nghĩ nếu ra tay chắc chắn sẽ thương vong nặng nề, nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông suốt rồi, cho dù ngươi không ra tay, người khác thật sự sẽ không động đến ngươi sao. Lăng Tiêu kiếm các lấy kiếm lập tông, lấy kiếm làm người, lời dạy cuối cùng của tổ sư gia đã rất rõ ràng từ lâu. Kiếm giả phải có can đảm hy sinh tính mạng của mình bất cứ lúc nào. Lâm Nhất trầm tư, hắn nhìn thấy một khí chất khác trước từ trên người Mai hộ pháp. Tu vi của ông ấy không thay đổi, nhưng dường như đã đạt đến một cảnh giới đáng sợ nào đó. Hộ pháp, người đột phá rồi. Lâm Nhất thử hỏi. Còn xa lắm, nhưng đã đi qua được thì cảnh giới thiên phách với ta cũng không phải vấn đề khó. Trong mắt Mai hộ pháp là vẻ bình thản. Giống như đang nói những chuyện bình thường không có gì đáng kể vậy. Nhưng Lâm Nhất thì lại cực sốc. Thiên phách. Thiên phách có thể một kiếm địch lại cả một nước đấy. Tuy cảnh giới tử phủ cũng khó đạt đến, nhưng chỉ cần có thiên phú một chút thì 10 năm, 20 năm, 30 năm, tôi luyện dần dần thế nào cũng sẽ thăng cấp. Nhưng thiên phách thì không, tài nguyên nó cần là vô biên, khả năng lĩnh ngộ phải cực cao. Đối với đại đa số võ giả, dốc hết tâm sức cả đời cũng không thể bước vào cảnh giới thiên phách, đây là một trở ngại rất lớn. Người biết điều quan trọng nhất của cảnh giới thiên phách là gì không? Mai hộ pháp nhìn Lâm Nhất và hỏi. Đệ tử không biết. Là võ hồn, Mai hộ pháp nói, với người hiện tại mà nói, thậm chí với cảnh giới tử phủ,
võ hồn đều chỉ có thể sử dụng như con át chủ bài cuối cùng vào thời khắc quan trọng. Nhưng một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, võ hồn sẽ là sát chiêu lớn nhất của ngươi, thậm chí cần rất thần thông. Thiên phách là một cánh cửa, chỉ khi thật sự thăng cấp lên thiên phách mới có thể nhìn thấy những điều kỳ diệu của thế giới võ đạo. Vậy nên ngươi phải bảo vệ cho tốt võ hồn của mình, sau này nó sẽ là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, không được để nó chịu chút tổn hại nào đâu đấy. Chương 1299 ta hiểu rồi. Lời dạy của Mai Hộ Pháp là kinh nghiệm tu luyện cả đời của ông, Lâm Nhất nghiêm túc lắng nghe. Bây giờ hắn cũng đã mơ hồ hiểu được tại sao những thiên kiêu của tông môn khác gần như không bao giờ sử dụng đến võ hồn. Nghĩ lại, đều là do trưởng lão đưa ra lời cảnh báo tương tự. Ngoài cảm ơn ngươi ra, ta gọi ngươi đến đây còn vì có chuyện không hiểu. Mai Hộ Pháp nhíu mày nhìn Lâm Nhất, ngươi làm gãy kiếm của Bạch Lê Hiên bằng cách nào vậy? Chuyện này. Lâm Nhất cười khổ trong lòng, không biết nên trả lời ra sao. Hắn cũng rất khó hiểu về thể đoạn kiếm của mình, không biết là thế nào. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được lần làm gãy kiếm của Bạch Lê Hiên lần này khó hơn nhiều so với lần trước ở Thanh Dương Giới. Lần đó đối phương tung ra kiếm nào hắn đều có thể dễ dàng phá gãy kiếm đó. Nhưng lần này trong nền đất tuyết, Bạch Lê Hiên suýt thì thoát được ngón tay của hắn trước khi kiếm gãy. Nói lên thể đoạn kiếm cũng không phải là bất khả chiến bại. Sự bí ẩn trong đó hắn cũng không biết phải giải thích thế nào với Mai Hộ Pháp. Không sao, nếu là bí mật của ngươi thì đừng nói cho ai biết. Mai Hộ Pháp nhìn Lâm Nhất đầy ẩn ý, hiển nhiên ông đã nhìn ra điều gì đó. Với cảnh giới của ông đương nhiên có thể dễ dàng phán đoán ra trạng thái của Lâm Nhất, hắn không đỡ được nhát kiếm đó. Cho dù không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Đa tạ Mai Hộ Pháp, ta cũng có chuyện muốn hỏi. Bạch Lê Hiên thật sự được người đưa vào tông môn ạ. Lâm Nhất nghiêm túc nhìn Mai Hộ Pháp, với hắn mà nói, chuyện này rất quan trọng. Là ta đưa hắn vào, ta rất kỳ vọng vào hắn, nhưng tiếc là cuối cùng hắn vẫn gia nhập hội Thanh Huyền, có lẽ hội đã hứa với hắn một điều kiện mà hắn không thể từ chối. Nhưng dù sao hắn vẫn biết thân phận mình, trận phong ba này, hắn đã cho đại hoàng tử một bậc thang, cũng là cho kiếm các một bậc thang. Mai Hộ Pháp cũng rất thẳng thắn, bình tĩnh nói ra. Ta hiểu rồi. Lâm Nhất nhẹ giọng đáp lại, Hộ Pháp nói đúng, nếu Bạch Lê Hiên không nói những lời đó. Sợ rằng hắn muốn khiến đại hoàng tử tâm phục khẩu phục thả Hân Nghiên đi cũng khó. Nhưng ân oán giữa ngươi và hắn, ta sẽ không hỏi, ta chỉ xin ngươi một chuyện. Nếu hắn thất bại dưới kiếm của ngươi thì hãy giữ cho hắn một mạng. Mai Hộ Pháp do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn lên tiếng. Lâm Nhất kinh ngạc nhìn Mai Hộ Pháp, một lúc sau mới gật đầu. Chỉ là hắn nở nụ cười khổ trong lòng, hắn có thể giữ lại cho Bạch Lê Hiên một mạng, Bạch Lê Hiên có thể giữ lại cho hắn một mạng không? Nhưng Mai Hộ Pháp có ân với hắn, hơn nữa còn là ân rất lớn. Chỉ cần ông không yêu cầu hắn chủ động chết dưới kiếm của Bạch Lê Hiên thì dù là yêu cầu gì, hắn cũng có thể đồng ý. Chương 1300 mọi thứ đều có thể. Không liên quan đến đúng sai, chỉ có hai từ ân nghĩa. Mai Hộ Pháp gật đầu như chút được gánh nặng, trầm giọng bảo, còn một tháng nữa là diễn ra Long Môn tranh tài, ngươi đừng đi đâu hết, ở lại Mai Trang của ta đi. Không thể rời đi, lẽ nào kiếm các cũng không an toàn ạ? Hân Tuyệt đã chết, ai biết có còn người thứ hai không? Nếu ngươi thật sự bị ám sát thì dù ta giết cả Đại Tần Đế Quốc cũng không có ích gì. Chỉ còn một tháng nữa thôi, đừng lơ là. Vẻ mặt Mai Hộ Pháp trịnh trọng, chắc chắn trong kiếm các vẫn còn ám tử được đại hoàng tử gài vào, không thể không đề phòng. Được, vậy một tháng này ta sẽ ở lại Mai Trang không đi đâu hết. Nhưng Mai Hộ Pháp này, người thật sự cảm thấy ta có cơ hội giành được vị trí bát công tử sao? Lâm Nhất không tự tin lắm, không phải hắn tự đánh giá thấp chính mình. Chỉ là tu vi của hắn đang bị tổn thương, hắn tự đoạn huyền mạch. Lấy tu vi huyền võ tầng thứ 8 tham gia Long Môn tranh tài khẳng định không thể tiến xa. Sức chiến đấu cường đại của hắn đã bộc lộ hết gần như không còn gì trong trận phong ba này. Đừng nói đứng trước bát công tử đỉnh phong, cho dù những cao thủ khác ở bán bộ tử phủ và huyền võ tầng thứ 10, sau khi có phòng bị, không liều chết chiến đấu thì kết cục cũng không khó nói. Còn nhớ ba sợi tu vi bản nguyên mà ta cho ngươi không? Nó không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.
nếu ngươi có thể lĩnh ngộ thấu triệt thì mọi thứ đều có thể. Mai Hộ Pháp nhìn Lâm Nhất thật sâu, không nhiều lời. Mọi thứ đều có thể. Trong lòng Lâm Nhất rung động, lẽ nào có thể định hình lại huyền mạch huyền võ tầng thứ 9 của hắn? Sợi huyền mạch thứ 9 của hắn đã bị phá vỡ, nếu không có thần đan hay thủ đoạn thông thiên của cao nhân tiền bối, theo lý mà nói muốn định hình lại huyền mạch này ít nhất phải mất 2 năm. Nhưng lời nói của Mai Hộ Pháp khiến hắn có điều suy nghĩ, nhưng dường như lại có gì đó không đúng lắm. Ta cảm nhận được 3 sợi ấn ký tiền bối để lại trong vách sám hối, tiếc là không thể điều động chúng. Vừa động đến là toàn thân đã đau đớn, thậm chí đến 8 sợi huyền mạch khác cũng muốn nứt vỡ, không thể chịu nổi. Rõ ràng ta phải thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 9 mới có thể chịu được 3 sợi ấn ký này. Lâm Nhất nói ra nghi ngờ trong lòng, hy vọng Mai Hộ Pháp có thể giúp hắn giải đáp. 3 sợi tu vi bản nguyên trong cơ thể rất lớn, lớn đến mức 8 sợi huyền mạch cũng không thể chịu nổi, hấp tấp luyện hóa sẽ chỉ phóng hỏa tự thiêu, dẫn đến mất hết tu vi. Ta đã nói một lần rồi, và sẽ không lặp lại lần nữa. Vẫn còn 1 tháng, người ở lại Mai Trang này của ta lĩnh ngộ đi. Mai Hệ Pháp vẫn không có ý nói thêm, xoay người rời đi. Lâm Nhất trầm tư, Mai Hộ Pháp đi quá quyết đoán, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của ông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.